Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 555. Oanh long long. Thiên địa khí chảy nổ tung, càn khôn rung chuyển, một thanh vạn trượng cao cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, mang theo minh mông pháp tắc lực lượng, nghiền ép hết thảy, uy lâm bát phương, đại đạo khí tức sục sôi, ẩn chứa vô cùng nóng rực luân hồi ý chí, chính là đạo thiên kiếm. Kinh thiên long ngâm vang vọng, huyết long cùng đúc tinh long thần thân thể, đều xoay quanh tại đạo thiên kiếm phía trên. Vạn trượng cao kinh thiên cự kiếm, song long xoay quanh, cả thanh đạo thiên kiếm uy thế, hơn xa dĩ vãng, một đè xuống, liền bộc phát ra vô cùng kinh khủng kiếm khí cùng long uy, hóa thành một cỗ đáng sợ khí tràng, hoành tảo bát hoang. Răng rắc, toàn bộ nhật nguyệt hồn thành, hết thảy kiến trúc, tường thành, trong nháy mắt, liền bị Diệp thần đạo thiên kiếm khí tràng lật ngược, trực tiếp phá hủy đi, răng rắc đập tan thành cho tàn, rất nhiều vệ binh thân thể như giấy mỏng bị xé nát, ép diệt, hóa thành bột mịn, liền hừ đều không có thể hừ một tiếng, liền triệt để hình thần câu diệt. Đạo thiên kiếm mạnh mẽ cùng hung mãnh, tựa như một cái khác thiên đạo, uy mãnh vô cùng. Cuồng bạo kiếm đạo sóng khí, đem mặt lị toàn thân váy bào, cũng là thổi đến bay phất phới, nàng thân thể chịu đạo thiên kiếm khí chàng chấn nhiếp, bước chân liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng thần sắc bất khả tư nghị, ngốc ngốc nhìn xem cái kia vạn trượng cao cự kiếm, lẩm bẩm nói. Ngươi muốn lấy đời trái tim của ta. Diệp thần không rõ ràng cho lắm, cái gì. Mạt lị trên mặt mang theo thần sắc mê mang, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thấy bộ ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét, một thanh kiếm quán xuyên nàng ngực trái, mũi kiếm mang theo máu, theo nàng trước ngực thấu ra tới. Lại muốn, ngủ say sao? Mạt lị thấp giọng thì thào, xỏ xuyên qua nàng bộ ngực kiếm, bị người rút đi về, nàng thân thể liền lung lay ngã xuống, toàn thân thiên đạo chân quang tán đi, hết thảy chúc phúc khí tượng tan biến, cả người liền theo nữ vương tư thái. Khôi phục hồi trở lại cái kia bẩn thỉu tiểu nữ hài bộ dáng, khóe miệng thấm lấy máu. Phía sau của nàng đứng đấy một người, chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm tiền bối. Diệp thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm đến, lập tức kinh hỉ. Vừa mới chính là Nhậm Phi Phàm, nhất kiếm quán xuyên Mạt Lị thân thể. Nhậm Phi Phàm nhìn xem ngã trên mặt đất Mạt Lị, lông mày lại là nhíu chặt, nói, nàng không có tâm. Diệp thần nói, cái gì? Nhậm Phi Phàm nói, nàng không có tâm tạng, rất kỳ quái, nhưng ta có thể nghe được tiếng tim đập của nàng. Lúc này giữa đất trời, còn không ngừng chấn động chị phanh 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 phanh, thanh âm, vô cùng có tiết tấu cùng nhịp điệu, tựa như nhịp tim. Nhưng ở Mạt Lị ngã xuống về sau, này tiếng tim đập liền nhanh chóng suy yếu, sau đó triệt để âm u tan biến. Nhậm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia thương lam sắc thiên đạo khối Rubik hư ảnh. Đã dần dần bị một tầng bạo ngược huyết khí che giấu, đến cuối cùng lại hóa thành màu đỏ tươi, khí tức trở nên vô cùng bạo ngược, có cuồn cuộn lôi đình cùng gió lốc, từ trong đó bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ nhật nguyệt hồn thành. Cô bé này hết sức cổ quái, nơi này không nên ở lại lâu, Diệp thần, chúng ta mau trở về. Nhậm Phi Phàm trên mặt mang theo trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng, hắn nắm lên Mạt Lị non nớt ấu tiểu thân thể, liền hướng đồng thau tháp cao phương hướng bay đi. Diệp thần cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vội vàng thu hồi đạo thiên kiếm, đuổi theo. Huyết long cùng đúc tinh long thần, trở lại diệp thần trong cơ thể, diệp thần trong kinh mạch năng lượng bàng bạc, giống như thủy triều thối lui, đầu hắn ông ông tác hưởng, vừa mới chiến đấu tiêu hao quá lớn, đặc biệt là triệu hoán đạo thiên kiếm, cơ hồ đưa hắn linh khí rút sạch. Không có sao chứ? Nhậm Phi Phàm hỏi. Còn tốt. Diệp thần lắc đầu, hít sâu một hơi. May mắn thời gian chiến đấu không dài, hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Cô bé này hết sức cổ quái. Nhậm Phi Phàm xem trong tay mang theo Mạt Lị, nhíu mày càng sâu. Diệp thần nói, nàng là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, không chỉ như vậy đơn giản. Diệp thần chấn động trong lòng, nói cái kia, còn có cái gì? Nhậm Phi Phàm nói, ta cũng không biết. Nhưng tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đáng tiếc, ta không có thời gian ở lại chỗ này nữa đã điều tra, ta nhất định phải lập tức trở về luân hồi tinh giới. Diệp thần nói, bại lộ. Nhậm Phi Phàm con ngươi lóe lên một vệt hàn quang, nói, đúng vậy, ta mới vừa xuất thủ, thiên cơ đã bại lộ, Hồng Quân biết ta ra ngoài, hắn nhất định tập kích luân hồi tinh giới, ta nhất định phải lập tức chạy trở về trấn thủ.
Diệp Thần cắn răng nói, cái này Hồng Quân, thật sự là ngoan cố a. Nhậm Phi Phàm nói, hắn đối với chúng ta hiểu lầm quá sâu, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ta nhất định phải chạy trở về xử lý, tiếp xuống đường, liền muốn chính ngươi đi. Diệp Thần trong lòng run lên, nói, là muốn chính ta khiêu khích thiên đạo, thu hút diệt thế quỷ lôi buông xuống. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, có đúc tinh long thần cùng huyết long thủ hộ, nghĩ đến có thể bảo vệ ngươi chu toàn, ta là không thể lại bồi ngươi. Hắn mang theo Diệp Thần, về tới đồng thau tháp cao, đem mặt lị giao cho Diệp Thần. Lúc này Mai Thúy Châu, Tô Vũ Nhu chờ thiên trụ thế gia bọn nữ tử, ra nghênh tiếp, nhưng Nhậm Phi Phàm chỉ lắc đầu, cũng không nói gì thêm, trực tiếp một cái lắc mình, liền hóa thành lưu quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn phải chạy về luân hồi tinh giới, đối kháng Hồng Quân, miễn cho đại bản doanh bị trộm nhà. Nhậm Pháp Phương đi rồi. Mai Thúy Châu nhìn thấy Nhậm Phi Phàm rời đi, hết sức kinh ngạc. Diệp Thần nhìn một chút trong tay hôn mê mặt lị, thần sắc có chút phức tạp, nói, hắn có việc gấp muốn trở về. Mai Thúy Châu nhìn xem Diệp Thần, đã cảm giác được thiên cơ, một hồi kinh hỉ, nói, Diệp Đại Nhân, người giết chết cửu thiên sát cái kia phản đồ, đoạt lại phong trần chi địch rồi. Diệp Thần gật đầu nói, may mắn không làm nhục mệnh. Liền đem phong trần chi địch lấy ra, giao cho Mai Thúy Châu. Mai Thúy Châu tiếp nhận phong trần chi địch, cẩn thận xem, một hồi khẽ vuốt, vành mắt đỏ bừng, không xiết cảm hoài, nói cửu thương cổ hoàng ở trên, cảm ơn trời đất, cuối cùng diệt trừ cái kia phản đồ, đoạt lại phong trần chi địch. Dừng một chút, nàng rồi lại đem phong trần chi địch, giao cho Diệp Thần trong tay, Diệp Đại Nhân, thần khí này cho ngươi. Diệp Thần nói, Mai Thúy Châu thành khẩn nói, ngươi thay chúng ta thanh lý môn hộ, dựa theo ước định, ta thiên trụ thế gia từ nay về sau, liền quy thuận luân hồi trận doanh. Về sau ta thiên trụ thế gia chu toàn, liền xin nhờ Diệp Đại Nhân bảo vệ. Nói xong liền cung cung kính kính quỳ xuống. Thiên trụ thế gia mấy trăm nữ tử nhóm, cũng là vô cùng cung kính quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần thở dài một tiếng, lại khẽ mỉm cười nói, không các ngươi chịu tin tưởng ta, gia nhập ta trận doanh, về sau ta cũng nhất định không bạc đãi các ngươi. Các ngươi thiên trụ thế gia quá khứ người chết, ta đằng sau sẽ nghĩ biện pháp phục sinh. Mai Thúy Châu cảm kích nói, đa tạ Diệp Đại Nhân. Nàng móc ra một cuốn quyển trục, cung kính đưa cho Diệp Thần, đây là dao găm mưa chế tạo bản vẽ, thỉnh Diệp Đại Nhân vui vẻ nhận. Diệp Thần gật gật đầu, tiếp nhận quyển trục, bày ra xem xét, lập tức liền thấy một cỗ phong duệ chi khí đập vào mặt, quyển trục trên bản vẽ mặt, vẽ lấy một bức kỳ cảnh, chính là ngàn ngàn vạn vạn thanh thủy thủ, như mưa sao băng hạ xuống cảnh tượng. Đây là ngày xưa cửu thương cổ hoàng tư tưởng vĩ đại kỳ quan, làm dao găm mưa hạ xuống, thế gian hết thảy tà ác hung đồ, tiểu nhân hèn hạ, đều sẽ bị dao găm sỏ xuyên qua giết chết, chỉ có chân chính quân tử cùng thiện lương người, có thể tại đồng thau tháp cao che chở cho may mắn còn sống sót. Dao găm mưa cùng đồng thau tháp cao, là nguyên bộ vĩ đại kỳ quan, một chủ sát lục, một chủ thủ hộ. Bây giờ thiên trụ thế gia thêm nhập luân hồi trận doanh, này đồng thau tháp cao quyền hành, tự nhiên cũng là Diệp Thần nắm trong tay. Mọi việc sơ định, Diệp Thần hồi đến đồng thau trong tháp cao, đem mặt lị thu xếp tốt, nàng bị Nhậm Phi Phàm nhất kiếm xỏ xuyên qua bộ ngực, ban đầu trái tim yếu điểm bị đâm xuyên, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng nhưng không có tâm, ngược lại không có yếu hại, bây giờ chẳng qua là thụ thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng mặt lị là đấu chiến thần chuyển thế, này thân thế đã vô cùng kinh người. Nhưng hiện tại xem ra, nàng chân chính thân thế, còn có càng kinh người địa phương đáng sợ. Bất quá Nhậm Phi Phàm lại không tại, Diệp Thần trong lúc nhất thời, cũng không cách nào nhìn rõ sau lưng thiên cơ. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất, tự nhiên là thu hút diệt thế quỷ lôi, bổ ra chiến thần khôi lỗi, lấy ra chu tước mảnh vỡ. Nhưng diệt thế quỷ lôi uy có thể khủng bố, Nhậm Phi Phàm lại không tại, Diệp Thần tự nhiên cần phải cẩn thận đối đãi. Hắn đem Mai Thúy Châu triệu đi qua, hai người trong phòng thương nghị. Diệp Thần nói, ta nghĩ thu hút diệt thế quỷ lôi buông xuống, bổ ra chiến thần khôi lỗi, ta đã có dự cảm, cái kia diệt thế quỷ lôi cực kỳ khủng bố, chờ lôi kiếp buông xuống về sau, các ngươi liền lưu tại đồng thau trong tháp cao, không muốn xuất ngoại, miễn bị ngộ thương. Mai Thúy Châu một hồi kinh hãi, nói, Diệp Đại Nhân, vậy còn ngươi? Diệp Thần nói, không sao, ta có loại thủ đoạn. Có thể đối kháng diệt thế lôi kiếp, các ngươi không cần lo lắng,
các ngươi thay ta coi chừng tiểu cô nương kia là được. Hắn trong lòng lại ghi nhớ lấy Mạt Lị, bây giờ Mạt Lị thụ thương ngủ say, chờ nàng thương thế khôi phục tỉnh lại, như thế nào an trí, cũng là một đại vấn đề. Mai Thúy Châu nói, đúng. Nàng lại dẫn điểm ngạc nhiên ngữ khí hỏi, Diệp đại nhân, cô bé kia, đến cùng lai lịch gì? Ta thấy trong cơ thể của nàng, tiềm năng vô cùng khinh khủng, coi như cùng đỉnh cấp thiên đế so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Diệp thần lắc lắc đầu nói, ta cũng biết không nhiều, ngươi nhìn cho thật kỹ nàng là được. Mai Thúy Châu thấp thỏm không chừng, nói, được, từ trong ngực lấy ra một quyển trận đồ, Diệp đại nhân, đây là ta thiên trụ thế gia ngày xưa tổ tông Mai Trường Thanh sáng tạo thiên trụ thông huyền trận, có cực mạnh thủ hộ lực, ngươi tốt nhất cầm lấy, chờ diệt thế quỷ lôi buông xuống sau, có thể dùng cái này đối kháng lôi kiếp. Diệp thần nhận lấy trận đồ, nói, đa tạ. Mai Thúy Châu nói, Diệp đại nhân, cái kia, ngươi dự định cái gì thời điểm, ra tay thu hút lôi kiếp. Diệp thần nói, liền tại ngày mai. Mai Thúy Châu run giọng nói, tốt, ngươi cẩn thận. Diệp thần gật gật đầu, liền nhường Mai Thúy Châu ra ngoài, chính mình trong phòng, ngưng thần điều tức, khôi phục tinh thần. Hắn lại lấy ra phong trần chi địch, cẩn thận xem, chỉ thấy cây sáo phía trên, tuyên khắc lấy từng đạo như vi khuẩn kích cỡ tương đương âm phù, nếu như không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Này chút âm phù, lộn xộn phân bố, nhưng quan sát tỉ mỉ, lại thấy âm phù cùng âm phù ở giữa, tựa hồ tồn tại đặc thù nào đó liên lạc. Là phong thiên cuối cùng màn khúc âm phù. Diệp thần chỉ nhìn thoáng qua, thiên cơ minh ngộ, liền biết này chút âm phù, chính là phong thiên cuối cùng màn khúc âm phù, nhưng sắp hàng trình tự hoàn toàn bị làm rối loạn. Phong trần chi địch bên trên âm phù, đều có ngàn cái đông đúc, muốn đem này mấy ngàn hỗn loạn âm phù, sắp hàng chỉnh tề, trở lại như cũ ra phong thiên cuối cùng màn khúc nguyên khúc, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần trước đó vận chuyển luân hồi chi bàn, nghiền nát cửu thiên sát, nhưng đối phương trong trí nhớ vật có giá trị, sớm đã bị hắn xóa sạch, hắn rút ra không đến đầu mối gì. Bất quá cái kia phong thiên cuối cùng màn khúc, hắn là nghe qua cửu thiên sát thổi, lúc này nhớ lại, âm cảm giác nhịp điệu từng cái minh ngộ tại tâm, một cái kia cái hỗn loạn âm phù, tại Diệp thần trong lòng liền dần dần trở lên rõ ràng. Hắn dù sao đạt được cầm đế chân truyền, đối âm khúc một đạo thiên phú cùng ngộ tính cực cao. Còn có căn cơ, cũng là vô cùng hùng hậu. Cửu thiên sát cần phải hao phí vô số kỷ nguyên, mới có thể lĩnh ngộ được phong thiên cuối cùng màn khúc, Diệp thần cũng không có tốn hao quá lớn công phu, liền sơ bộ nắm giữ khúc phổ. Không tệ, không tệ, này phong thiên cuối cùng màn khúc, có bế tuyệt thiên, phong tỏa càn khôn uy năng, thiên tổ quả nhiên lợi hại, âm khúc chi đạo cùng ngày xưa cầm đế so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Diệp thần âm thầm gật đầu. Tại sơ bộ nắm giữ phong thiên cuối cùng màn khúc huyền bí về sau, hắn cũng là bội phục thiên tổ mạnh mẽ. Này phong thiên cuối cùng màn khúc, chẳng qua là thiên tổ tiện tay sáng tạo, nhưng này lúc bắt đầu khúc ẩn chứa uy năng, lại đủ để cùng nhất lưu thần thông thuật pháp cùng so sánh. Nắm giữ này thủ khúc, Diệp thần muốn đối kháng diệt thế lôi kiếp, liền nhiều hơn một phần lực lượng. Chỉ bất quá, cửu thiên sát nói qua, này phong trần chi địch, vẫn là mở ra nơi nào đó bí cảnh chìa khóa. Nhưng Diệp thần cẩn thận suy tính bắt phía dưới, cũng không có bắt được cái gì tương quan nhân quả. Cửu thiên sát nói tới chỗ kia bí cảnh, hoặc là liền vô cùng thần bí, thiên cơ phiếu miểu khó mà nắm lấy, hoặc là liền là đã sớm trầm luân tại bụi bặm lịch sử cùng tuế nguyệt tang thương bên trong. Diệp thần lắc đầu, cũng không có nghĩ lại, chỉ vì đối kháng diệt thế lôi kiếp làm chuẩn bị. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Diệp thần khí thức tinh thần, các phương diện trạng thái. Đều khôi phục được đại viên mãn mức độ, hắn liền chuẩn bị ra ngoài, trực tiếp khiêu khích thiên đạo, dẫn động diệt thế quỷ lôi. Thiên trụ thế gia bọn nữ tử, đều là vô cùng lo lắng, ra tới vây quanh Diệp thần, có chút không bỏ. Mai Thúy Châu nói, Diệp đại nhân, bây giờ dẫn động diệt thế quỷ lôi, vẫn là quá nguy hiểm, không bằng vẫn là chờ nhậm pháp phương trở về đi. Diệp thần lắc đầu nói, không cần, ta không thể lại phiền toái nhậm tiền bối. Hắn liền muốn đi ra cửa đi, chợt thấy có cái tiểu nữ hài, trốn ở một cây trụ đằng sau, ngó giáo giác quan sát lấy, chính là tiểu Mạt Lị. Mạt Lị cô nương. Diệp thần kêu một tiếng. Mạt Lị có chút bối rối cùng mờ mịt, theo cột nhà đằng sau ra tới, nháy mắt nhìn xem Diệp thần, sau đó lại bình tĩnh lại, nói, ngươi hôm qua không giết ta sao?
Nàng lúc này đã bị Mai Thúy Châu tất lòng chiếu cố tốt, đổi lại một bộ sạch sẽ tuyết trắng quần áo, bẩn thỉu thân thể cũng tắm rồi, thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, như một cái búp bê, trên thân cũng nhìn không ra có tổn thương, rõ ràng thân thể nàng tự lành lực cường hãn, chẳng qua là một đêm, thương thế liền đã khôi phục. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta và ngươi không oán không cừu, không sẽ giết ngươi, ngươi chẳng qua là bị cửu thiên sát lợi dụng. Mạt Lị nói, lợi dụng, phải không? Ta không hiểu nhiều, bất quá hắn đối ta vẫn là rất tốt, thường xuyên cho đùi gà ta ăn. Ta đầu luôn sẽ rất đau, một đầu đau, liền không nhịn được giết người, hắn gọi ta đi lấy quặng, mỗi ngày làm việc vất vả chút, liền sẽ không nhức đầu. Diệp Thần nói, hắn đối ngươi rất tốt, ngươi đưa tay qua tới. Mạt Lị mờ mịt, nhưng vẫn là y nguyên đưa tay ra ngoài. Diệp Thần liền bắt được bàn tay của nàng, đem cửu thiên sát một bộ phận trí nhớ, thua đưa qua. Hắn dùng luân hồi chi bàn, nghiền nát cửu thiên sát về sau, cũng là hấp thu trí nhớ của hắn. Những ký ức kia bên trong, cùng phong trần chi địch, thiên tổ chờ có liên quan đồ vật, toàn bộ bị cửu thiên sát sớm xóa sạch, nhưng còn có rất nhiều thứ lưu giữ lại, tỉ như cửu thiên sát kế hoạch. Hắn vẫn luôn nghĩ khống chế Mạt Lị, nhưng khổ vì không có thủ đoạn, hắn liền dự định nuôi lớn Mạt Lị về sau, triệt để chiếm cứ thân thể của nàng, như thế liền có khả năng triệt để khống chế. Diệp Thần đem bộ phận này trí nhớ, truyền thâu cho Mạt Lị. Mạt Lị tiếp xúc đến về sau, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra ác tâm, sợ hãi, chán ghét muốn ói biểu lộ, nói, a, hắn, thật buồn nôn. Ta muốn ói, ngươi giết hắn, rất tốt. Mạt Lị bưng bít lấy đầu của mình, một bộ có chút khó chịu bộ dáng. Diệp Thần thấy thế, cảm thấy run lên, nói, ngươi lại nhức đầu sao? Hắn là sợ Mạt Lị mất khống chế. Mạt Lị ôm đầu, có chút khó chịu nói ra, hẳn là. Không có nhanh như vậy phát tác, bất quá. Ta nếu là nhức đầu, hết sức đáng sợ, ngươi. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp trước trói ở của ta tay tay chân chân, không phải. Không phải ta sợ ta lại loạn giết người. Trước kia tại Nhật Nguyệt Hồn Thành thời điểm, nàng chỉ cần một đầu đau mất khống chế, giống như phong ma, bốn phía sát lục. Nội tâm của nàng cũng là 10 điểm bất đắc dĩ cùng áy náy. Diệp Thần suy nghĩ một chút, bình thường trói buộc thủ đoạn, chỉ sợ khó mà gông cùng xiềng xích Mạt Lị, hắn liền lấy ra phong trần chi địch, nói ta cho ngươi thổi một thủ khúc, ngươi tốt nhất nghe. Mạt Lị ngẩn ngơ, liền đem Diệp Thần sáo nơi tay, nhẹ nhàng thổi. Lập tức, một hồi âm u, thê lương, cô tịch tiếng sáo, liền theo Diệp Thần giữa ngón tay chảy xuôi mà ra, như mưa phùn dồn dập. Cỏ cây thấm cổ thành, lại như pháo hoa tung bay trôi qua, thải vân dễ dàng tán lưu ly giòn, nhất là nhân gian lưu không được, chu nhan từ kính hoa tử thụ, đủ loại thê lương ý cảnh, tại đồng thau trong tháp cao quanh quẩn. Thiên trụ thế gia bọn nữ tử, toàn đều ngây dại, tại tiếng địch này bao phủ xuống, các nàng cảm thấy mình hô hấp phảng phất đều dừng lại. Đây là phong thiên cuối cùng màn khúc tiếng sáo. May mắn, Diệp Thần này một khúc, cũng không có châm đối với các nàng. Tất cả âm phù, hết thảy âm khúc ý cảnh, toàn bộ hội tụ tại Mạt Lị trên thân. Chỉ thấy từng đạo màu trắng âm phù, tại trong hư không hiển hiện ra, như hoa như điệp phất phới lấy, cuối cùng xuyên liên thành từng đầu âm phù xiềng xích, đem Mạt Lị cả người đều trói lại. Ai u? Mạt Lị kêu một tiếng, thấy toàn thân khí tức đều bị phong bế, huyết dịch phảng phất đều đình chỉ lưu động, cả người không thể động đậy. Diệp Thần thấy Mạt Lị âm phù xiềng xích trói lại, liền thu hồi cây sáo. Sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói tốt, ngươi coi như đau đầu, cũng sẽ không lại tổn thương đến người khác, liền là buộc ngươi, ngươi không quá dễ chịu, cũng là ủy khuất ngươi. Mạt Lị lấy lại tinh thần, nói, vù vù, không có việc gì, đừng để ta lại đánh chết người liền tốt. Đúng rồi, ca ca, ngươi tên là gì? Diệp Thần nói, ta gọi Diệp Thần, Diệp cây lá, ngày tốt cảnh đẹp thần. Mạt Lị nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Diệp Thần, a. À, lòng bàn tay ta có khắc tên của ngươi. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Mạt Lị nói, tay phải của ta tâm, không tin ngươi xem một chút. Diệp Thần con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi, liền cầm lấy Mạt Lị tay phải, chỉ gặp nàng tay phải trong lòng bàn tay, tuyên khắc lấy hai đạo cổ lão ký tự. Đây là tên của ta sao? Diệp Thần nhìn xem này hai đạo ký tự, lại nhận không ra. Mạt Lị nói, đúng vậy a, đây là phản văn. Ngươi khả năng không biết, nhưng chính là Diệp Thần hai chữ. Diệp Thần cực kỳ kỳ lạ, nói, phải không?
là ai tại lòng bàn tay của ngươi, khắc xuống hai chữ này? Mạt Lị mờ mịt nói, ta không biết, giống như là một cái lão đầu tử, hắn dùng móng tay khắc. Diệp Thần nhíu mày, móng tay sao? Chung quanh thiên trụ thế gia bọn nữ tử, cũng là người người kỳ lạ, không nghĩ tới Mạt Lị trên lòng bàn tay, thế mà có khắc tên Diệp Thần, xem dáng dấp của nàng, cũng không giống nói dối. Diệp Thần trong lòng nếm thử bắt thiên cơ, nhưng không có chút nào thu hoạch, bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu, buông xuống Mạt Lị tay nhỏ, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, khả năng chúng ta hữu duyên đi, vậy ngươi về sau liền cùng ta. Hắn nghĩ đến Mạt Lị ít nhất là đấu chiến thần chuyển thế, nếu là có thể mời chào, tự nhiên là thiên đại trợ lực. Mà lại Mạt Lị nội tình khủng bố như thế, nếu là thả nàng đi bên ngoài, cũng quá nguy hiểm, vẫn là thu về luân hồi trận doanh tốt nhất. Mạt Lị thoải mái giòn nói tốt, lá thần ca ca, ta về sau liền theo ngươi, ta thích ăn đùi gà đâu, ngươi muốn làm cho ta ăn. Nói xong nàng liền muốn đi lên phía trước, cùng Diệp Thần thân gần một chút. Nhưng toàn thân bị phong thiên cuối cùng màn khúc âm phù xiềng xích trói lại, lại là khó mà động đậy. Diệp Thần cười nói, không có vấn đề. Liền hướng Mai Thúy Châu nói, các ngươi chiếu cố tốt nàng, ta đi ra. Mai Thúy Châu đẳng chư nữ, biết Diệp Thần muốn đi ra ngoài khiêu khích thiên đạo, dẫn động diệt thế quỷ lôi, đều là 10 điểm khẩn trương thấp thỏm, nhẹ gật đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, hiện tại liền không tiếp tục lưỡng lự, đẩy ra đồng thau tháp cao cửa lớn. Sải bước đi ra ngoài. Đồng thau tháp cao đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, Diệp Thần đứng tại đỉnh núi, gió lớn vù vù, lay động tóc của hắn cùng áo bào. Lúc này chính là rõ ràng, nhưng xung quanh một mảnh tối tăm, màu đỏ tươi thiên đạo khối Rubik hư ảnh, treo ở trong trời cao, tựa như một loại nào đó cổ lão tà ác dữ tợn đồ đằng, tản ra không rõ nguyền rủa khí tức. Tựa hồ là cảm giác được Diệp Thần có khiêu khích thiên đạo suy nghĩ, vây quanh cái kia thiên đạo khối Rubik hư ảnh. Có từng tầng một màu đỏ sậm lôi vân, oanh long long chuyển động, hình thành một tầng bộ một tầng vòng xoáy, vù vù rung động, thoạt nhìn 10 điểm hùng vĩ. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong lòng câu thông huyết long cùng đúc tinh long thần, trực tiếp đưa chúng nó kêu gọi ra. Lập tức, Diệp Thần trên thân thể, song long xoay quanh hội tụ, khí thế bão táp, tạo thành một cơn bão táp khí tràng, cùng thiên địa gió lốc tranh phong đối kháng. Mai Thúy Châu, Tô Vũ Nhu, Mạt Lị chờ nữ tử, đã khóa đồng thau tháp cao cửa lớn, tránh cho gặp thiên kiếp trùng kích, nhưng các nàng tại trong cửa sổ, cũng có thể thấy Diệp Thần thân ảnh. Lá thần ca ca tại bên ngoài làm cái gì? Mạt Xuất Lị tò mò hỏi, nàng hiện tại còn không biết, Diệp Thần kế hoạch. Mai Thúy Châu lắc lắc đầu nói, hắn muốn dẫn động thiên kiếp. Mạt Lị hơi nghi hoặc một chút thầm nói, phải không? Ngoài tháp, cuồng phong gào thét, Diệp Thần song long hội tụ. Khí thế vô cùng mênh mông. Hắn ngước nhìn bầu trời bên trong thiên đạo khối Rubik, tinh hồng hư ảnh thoạt nhìn 10 điểm nhanh lệ, hít sâu một hơi, tiểu đạo thiên kiếm liền trong tay hắn hiển hiện. Chỉ cần công kích thiên đạo, liền có thể dẫn tới diệt thế lôi kiếp. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, liền chuẩn bị ra tay. Đừng tìm chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo âm thanh vang dội, tại Diệp Thần bên tai nổ tung, chấn động đến đầu hắn ông ông tác hưởng. Đột ngột truyền đến thanh âm, nhường Diệp Thần sững sờ, nhưng hắn thấy huyết long cùng đúc tinh long thần, đều là một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, tốt như không nghe đến. Huyết long, đúc tinh long thần, các người có nghe hay không đến thanh âm gì? Diệp Thần hồ nghi hỏi. Huyết long nói, không có. Đúc tinh long thần nói, không có a, tiểu gia hỏa, làm sao vậy? Diệp Thần nhíu nhíu mày, ngưỡng vọng thiên đạo, thanh âm kia lại truyền đến hắn trong tai. Tiểu tử, nếu không muốn chết, cút ngay trở về. Thanh âm này như thế vang dội rõ ràng, quả quyết không phải cái gì ảo giác. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, thiên đạo bên trong có người, đang khuyên ngăn chính mình. Huyết Long cảm thấy được Diệp Thần dị dạng, hỏi chủ nhân, tình huống như thế nào? Diệp Thần lắc đầu, nói thiên đạo tựa hồ tại cảnh cáo ta, nhưng đến lúc này, dù như thế nào đều không thể lui bước. Động thủ đi. Hắn nghĩ đến trên đỉnh đầu thiên đạo, chẳng qua là một đạo nguyền rủa hư ảnh, chính mình hội tụ song long lực, hoàn toàn có thể đối kháng, không có nhận thua lùi bước đạo lý. Ngay sau đó, Diệp Thần không do dự nữa, lại hít sâu một hơi, luân hồi pháp mở ra, sau lưng một cái to lớn luân hồi chi bàn hiển hiện, răng rắc chuyển động. Huyết long cùng đúc tinh long thần, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm kinh thiên,
chúng nó xoay quanh tại luân hồi chi bàn phía trên, trận trận năng lượng bàng bạc khí thức, theo luân hồi chi bàn chuyển động, toàn bộ chuyển vận đến Diệp Thần trong cơ thể. Răng rắc, Diệp Thần bắp thịt cả người nổ tung, xương cốt nổ vang, chỉnh cá nhân lực lượng tăng mạnh, lòng uy sục sôi, lại có từng sợi tinh quang theo trong cơ thể tuôn ra, hưu một tiếng, hắn thân thể phóng lên tận trời, kiếm trong tay mang theo minh mông tinh mang, liền hướng về trên không trung thiên đạo chém đi. Tinh bạo khí lưu trảm. Diệp Thần toàn thân lực lượng, đều bùng nổ, hóa thành một đạo kinh thiên tinh quang kiếm khí, mang theo phá giết một cắt uy thế, chém thẳng thiên đạo. Đồng thau trong tháp cao, thiên trụ thế gia chư nữ, đều bị Diệp Thần một kiếm này uy thế chấn nhiếp. Mạt Lị thì là một bộ kinh ngạc bộ dáng, ngốc ngốc nói, lá thần ca ca. Vì cái gì, muốn công kích ta tâm? Xoẹt! Chỉ thấy Diệp Thần kiếm khí cuồng chảm, mang theo song long lực, hung hăng chảm tại thiên đạo khối Rubik phía trên. Cái kia thiên đạo khối Rubik chẳng qua là một cái bóng mờ, lọt vào Diệp Thần mãnh liệt chảm phía dưới, lập tức coi như không bại vỡ, triệt để băng diệt, hóa thành một đoàn nguyên thủy tinh hồng hỗn độn năng lượng thể. Oanh long long! Theo cái kia hỗn độn năng lượng thể bên trong, nổ ra vô cùng bạo ngược, hung mãnh, kinh khủng lôi điện gió lốc, mỗi một đầu lôi điện, đều hiện ra tinh hồng chi sắc, như là thùng nước to, mang theo thiên nộ thần phạt uy nghiêm, lốp bốp cuồng bạo từ phía chân trời chém giết xuống. Diệt thế quỷ lôi, buông xuống. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, này diệt thế lôi kiếp, so với lúc trước hắn gặp phải nhỏ thiên lôi kiếp, hung mãnh đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này từng đầu tinh hồng lôi điện chém giết xuống, chỉ sợ liền bình thường thiên đế đều muốn bị đánh chết. Lôi bia, ra! Diệp Thần không dám sơ suất, lập tức tế ra lôi bia. Tại 10 khối luân hồi huyền bia bên trong, lôi bia chủ lôi thuộc tính, mỗi lần bị gọi ra, liền lập tức ông ông tác hưởng, nở rộ phát sáng, hấp thu chung quanh từng đạo lôi kiếp kinh điện. Diệp Thần cắn răng, mượn nhờ lôi bia, thoáng chống cự lại diệt thế lôi kiếp. Đồng thau tháp cao bên trong, thiên trụ thế gia chư nữ một mảnh bối rối, các nàng biết rõ diệt thế quỷ lôi khủng bố, lần này buông xuống diệt thế lôi kiếp, là Diệp Thần khiêu khích thiên đạo dẫn tới, uy thế so với dĩ vãng lôi kiếp, cũng không biết muốn cường hãn bao nhiêu. Mà lại, Diệp Thần không chỉ là khiêu khích thiên đạo đơn giản như vậy, hắn là trực tiếp toàn lực bùng nổ, đem giới này thiên đạo cho chảm diệt. Giới này thiên đạo bị chảm diệt, thiên đạo phá diệt bùng nổ năng lượng. Còn có Diệp Thần xúc động thiên nộ, chân chính chí cao thiên đạo hạ xuống nộ phạt, trộn lẫn hợp lại bộc phát ra lôi kiếp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi khủng bố, bình thường thiên đế coi như bị một đầu lôi điện chịu bên trong một thoáng, đều muốn lập tức bị đánh thành cho. Đồng thau tháp cao tại chấn động, coi như là này tòa dùng thủ hộ lực lấy xưng tháp cao, tại khủng bố như thế diệt thế lôi kiếp dưới, cũng là lộ ra nhỏ bé, phảng phất tùy thời muốn bị đánh nát. Chư nữ lẫn nhau ôm ấp lấy. Một mặt lúng túng hoảng hốt. Ngô! Mạt Lị kêu lên một tiếng đau đớn, bưng bít lấy bộ ngực mình, một bộ vô cùng khó chịu bộ dáng. Mai Thúy Châu vội vàng nói, tiểu Mạt Lị, người thế nào? Mạt Lị nói, ta tâm, đau quá. Câu! Mai Thúy Châu nghi ngờ nói, người không phải là không có trái tim sao? Trước đây Mạt Lị bị Nhậm Phi Phàm nhất kiếm xuyên tim, vốn là phải chết, nhưng nàng bởi vì không có có tâm tạng, liền không có yếu hại. Ngược lại sống tiếp được. Không không lúc nào không thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, một người không có có tâm tạng, lại có thể còn sống, cũng là không tính quá ly kỳ sự tình. Mai Thúy Châu chẳng qua là kỳ quái, Mạt Lị rõ ràng không có có tâm tạng, vì sao lại muốn nói đau lòng. Mạt Lị ngũ quan có chút vặn vẹo, giống như bởi vì đau đớn nói không ra lời, thân thể của nàng rung động, Diệp Thần trói buộc ở trên người nàng âm phù xiềng xích, đang ở từng đầu ba ba đứt đoạn. Mà lúc này Diệp Thần, đang dựa vào lôi bia, gian nan đối kháng diệt thế lôi kiếp, miễn cưỡng thở qua một hơi, hắn lập tức đem cái kia chiến thần khôi lỗi, bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa điều động ra tới, nhưng hắn triệt để bại lộ tại lôi kiếp chém giết xuống. Lốp bốp, oanh long long, từng đạo phích lịch, từng đợt kinh lôi, không ngừng oanh bổ vào chiến thần khôi lỗi phía trên, chiến thần khôi lỗi rơi xuống đất, xác thịt không ngừng co quắp, từ từ che kín lôi điện. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ xác thịt, cái kia diệt thế lôi kiếp chém giết dưới, cũng là dần dần có vỡ tan dấu vết. Có hiệu quả. Diệp Thần thấy thế, lập tức vui vẻ. Diệt thế quỷ lôi uy lực, không để cho hắn thất vọng, thoạt nhìn đích thật là có thể bổ ra chiến thần khôi lỗi. Nhưng, nội tâm vui sướng,
chỉ là một cái thoáng mà qua. Diệp Thần tâm tình, rất nhanh liền trở nên ngưng trọng xuống tới. Bởi vì, hắn đem diệt thế lôi kiếp dẫn xuống dưới, chính mình cũng bại lộ tại lôi kiếp uy hiếp dưới, hơi không cẩn thận, chỉ sợ hắn muốn trước chiến thần khôi lỗi một bước, bị đánh thành cho tàn. Này lôi kiếp, thật là khủng khiếp, lôi bia cũng đỡ không nổi. Diệp Thần tầm mắt co vào, chỉ thấy lôi bia hấp thu đại lượng thiên kiếp lôi đình năng lượng, y nguyên ở vào đầy tràn trạng thái, vô pháp hấp thu nữa. Từng đầu tinh hồng lôi điện, giống như hồng hoang như cự thú bổ về phía Diệp Thần. Chí cao bầu trời phía trên, một đoàn tinh hồng hỗn độn năng lượng thể, như vòng xoáy không ngừng chuyển động, vô tận lôi đình cùng gió lốc, từ trong đó cuồn cuộn tuôn ra, hư không bên trong, lại sản sinh ra từng khỏa quả cầu sét, oanh long long oanh tạc hướng hắc ám biên hoang bốn phía. Toàn bộ hắc ám biên hoang, đại địa bản khối tại lôi kiếp oanh tạc dưới, không ngừng nổ tung sụp đổ, liền pháp tắc trong thiên địa, đều bị tạc phân thành khư. Diệp Thần dẫn động diệt thế lôi kiếp, uy năng khủng bố, vượt qua dĩ vãng hết thảy. Này lôi kiếp uy lực, là thật phải diệt thế, muốn đem toàn bộ hắc ám biên hoang, triệt để phá hủy đi, triệt để nổ thành bụi phấn. Diệp Thần sợ hãi, chỉ sợ chính mình cũng phải bị nổ thành xám. Thiên trụ thông huyền trận, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần bày ra Mai Thúy Châu giao cho hắn trận đồ, một cái thủ hộ đại trận lập tức kéo ra, một cây kình thiên trụ lớn theo Diệp Thần sau lưng nổi lên, kéo dài tới chân trời, bố trí xuống xâm nghiêm thủ hộ. Tại đây căn như thiên trụ kình thiên trụ lớn thủ hộ dưới, Diệp Thần lại thoáng hóa giải điểm diệt thế lôi kiếp uy lực, đạt được thở dốc. Huyết Long nói, chủ nhân, chúng ta mau lui lại hồi trở lại trong tháp cao. Nó cũng thấy này diệt thế lôi kiếp khủng bố, nếu như lại bại lộ tại lôi kiếp phía dưới, chỉ sợ nó cùng Diệp Thần, đều muốn bị bổ đến hình thần câu diệt. Sức người có nghèo, người lực lượng vẫn là quá nhỏ bé, coi như tu luyện tới thiên đế mức độ, cùng chân chính chí cao vô thượng thiên đạo so sánh, vẫn là quá nhỏ bé quá nhỏ bé. Thậm chí, này diệt thế lôi kiếp năng lượng, chẳng qua là thiên đạo hư ảnh bạo phát đi ra, cũng không tính là chân chính thiên đạo thần uy. Chân chính thiên đạo, lợi hại đến mức nào, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng. Không, không thể lui. Diệp Thần ánh mắt những lăng lệ, hắn biết này diệt thế lôi kiếp, đại bộ phận năng lượng, đều là vì mình mà đến. Một mình hắn, thừa nhận rồi đại lượng thiên phạt. Nếu như hắn lui về đồng thau trong tháp cao, vậy chỉ sợ là đại lượng thiên phạt, cũng muốn đi theo oanh sát xuống tới, tai họa thiên trụ thế ra tất cả mọi người, thậm chí còn khả năng dẫn đến đồng thau tháp cao triệt để phá diệt. Này lôi kiếp, chỉ có thể Diệp Thần chính mình mạnh mẽ chống đỡ hạ đến rồi. Hắn ánh mắt nhìn về phía chiến thần khôi lỗi, liền thấy chiến thần khôi lỗi xác thịt, đã bị bổ ra không ít vết nứt, đoán chừng không bao lâu, khôi lỗi xác thịt liền có thể triệt để bị đánh mở. Đến lúc đó, Diệp Thần liền có thể lấy được chu tước mảnh vỡ. Chỉ bất quá, Diệp Thần muốn ở trong thiên kiếp sống sót, mới có cầm tới chu tước mảnh vỡ khả năng. Luân hồi mộ táng công, mở. Diệp Thần vận chuyển luân hồi mộ táng công, sau lưng luân hồi chi bàn, trung ương liền hiển hóa ra thiên tổ thân ảnh. Hắn toàn thân luân hồi khí, lập tức trở nên vô cùng sục sôi, kim quang bắn ra, cái kia không ngừng chém giết xuống lôi kiếp, một bộ phận bị thiên trụ thông huyền trận ngăn trở, một bộ phận bị luân hồi mộ táng công hóa giải. Đáng tiếc ta luân hồi mộ táng công, chỉ luyện đến tầng thứ nhất, nếu là luyện đến tầng thứ hai táng thiên cảnh giới, liền không sợ này lôi kiếp. Diệp Thần trong lòng một hồi thở dài, luân hồi mộ táng công có 9 tầng, một tầng so một tầng mạnh mẽ, đơn là tầng thứ nhất táng địa cảnh giới, liền có mai táng đại địa sơn hà, đổ xuống thế giới pháp tắc huy năng. Bất quá tầng thứ nhất táng địa, còn chưa đủ để đối kháng trước mắt diệt thế lôi kiếp. Trừ phi, là luyện đến tầng thứ hai, táng thiên. Táng thiên áo nghĩa đạt thành, vậy thì thật là thiên kiếp đều có thể mai táng. Chỉ tiếc, luân hồi mộ táng công tu luyện rất khó, Diệp Thần trước mắt cũng chỉ là luyện đến tầng thứ nhất. Hắn vận chuyển táng địa áo nghĩa, không ngừng thúc giục luân hồi chi bàn, hóa giải từng đầu lôi điện, từng khỏa quả cầu sét, chỉ mong có thể chống đến thiên kiếp lắng lại. Khục, khục khục. Ngay tại Diệp Thần đau khổ chống đỡ thời điểm, một hồi cơ giới tiếng ho khan, đột nhiên chuyển đến lỗ tai hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy vô cùng kinh dị một màn, chỉ thấy cái kia nằm trên mặt đất, không ngừng tiếp nhận thiên kiếp chém giết chiến thần khôi lỗi, đúng là mở mắt. Hai mắt lộ ra huyết hồng hào quang, đang tại ho kịch liệt lấy.
Luân hồi chi chủ, ngươi, muốn phá hủy ta. Nương theo lấy một hồi răng rắc cơ giới khớp nối chuyển động, chiến thần khôi lỗi thân thể, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, huyết hồng song đồng nhìn chăm chú Diệp Thần, mang theo lạnh lùng cùng xâm nghiêm vẻ mặt. Tại diệt thế lôi kiếp trùng kích vào, hắn xác thịt đã xuất hiện từng đầu vết nứt, xuyên thấu qua này chút vết nứt, có thể thấy hắn bên trong chảy xuôi theo ma khí, sát khí, còn có đen kịt cùng xích hồng lẫn nhau đan xen kẽ chu tước liệt diễm khí tức. Nguyên bản chiến thần khôi lỗi, chỉ là đơn thuần cỗ máy giết chóc, cũng không có bản thân ý thức, nhưng hắn tại nuốt ăn chu tước mảnh vỡ về sau, lại là thức tỉnh ra ý thức, rõ ràng chỉ là thuần túy thân thể, nhưng đã khôi phục đấu chiến thần ngày xưa không ít trí nhớ, hắn biết mình là người nào. Không tốt, cái tên này ý thức thức tỉnh. Đúc tinh long thần hoảng hốt, không nghĩ tới chiến thần khôi lỗi sẽ ở thời điểm này tô tỉnh. Hiển nhiên là không ngừng đánh nổ lôi kiếp, lớn đại kích thích chiến thần khôi lỗi, nhường hắn sớm khôi phục. Sau khi tỉnh dậy chiến thần khôi lỗi, nhìn xem chung quanh cuồn cuộn mãnh liệt diệt thế lôi kiếp, liền biết không bao lâu, hắn liền sẽ triệt để bị đánh thành tro. Hắn trong đôi mắt, tràn đầy oán độc cừu hận vẻ mặt, vô cùng xâm nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần lúc này đang tiếp nhận lôi kiếp bàng bạc áp lực, nhìn thấy chiến thần khôi lỗi tô tỉnh, nội tâm rất đỗi chấn động, hắn hiện tại có thể không có cách nào phân tâm chiến đấu a. Ta muốn thành xám, luân hồi chi chủ, ngươi cùng đúc tinh long thần, cũng cùng một chỗ cho ta chôn cùng đi. Chiến thần khôi lỗi tầm mắt lướt qua sát khí, lập tức liền huy quyền hướng về Diệp Thần cùng đúc tinh long thần bạo nện mà đi. Chiến thần khôi lỗi liền là đã từng đấu chiến thần, cùng đúc tinh long thần quan hệ tương đương mật thiết. Năm đó đấu chiến thần, chịu được hôm khác người bị đánh chết thần mời, có tư cách gia nhập cửu thương cổ hoàng trận doanh. Bất quá, đấu chiến thần bản tính ham võ, ưa thích chiến đấu cùng giết người, không muốn tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả, chỗ lấy cuối cùng cũng không có gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Nếu như hắn vào cửu thương cổ hoàng trận doanh, cái kia năm đó lục đạo cổ thần, khả năng cũng không phải là 6 người, mà là sẽ có 7 cái. Bất quá chuyện đã qua, bây giờ chiến thần khôi lỗi, rõ ràng không có cái gì lưu luyến, hắn chỉ muốn đúc tinh long thần cùng Diệp Thần cùng chết. Oanh! Hỗn hợp chu tước mảnh vỡ năng lượng một quyền, nổ lên thao thiên viêm mang, lại nhường chung quanh lôi kiếp cũng bị cắt giảm một chút, chiến thần khôi lỗi cuồng bạo hung mãnh nắm đấm, mang theo bẻ gãy nghiền nát hỏa diễm uy thế, liền đánh phía Diệp Thần nắm đấm. Diệp Thần lúc này muốn đối kháng lôi kiếp, khó mà phân tâm chiến đấu, hắn cũng không giống như chiến thần khôi lỗi, hoàn toàn không nghĩ lấy mạng sống, vừa ra tay liền không để lối thoát, nói rõ là liều mạng đồng quy vu tận đi. Oanh long long, từng đầu lôi kiếp tia chớp, hung hăng bổ vào chiến thần khôi lỗi trên thân thể, hắn cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự, chỉ muốn tại mình bị lôi kiếp chém thành xám trước đánh giết Diệp Thần. Hắn cuồng bạo nắm đấm, bẻ gãy nghiền nát, không ai bị nổi vọt mạnh. Diệp Thần khó mà phân tâm chiến đấu, đành phải tại chiến thần khôi lỗi nắm đấm oanh lúc đến, thi triển thiên cung xếp mai tay thủ pháp, dùng một cái 10 điểm xảo diệu xảo trá góc độ, tứ lạng bạt thiên cân, đại đại hóa giải mất chiến thần khôi lỗi quyền thế lực lượng. Nhưng chiến thần khôi lỗi ôm quyết tâm quyết tử, công kích huy thế hạng gì mãnh liệt, coi như Diệp Thần hóa giải đại bộ phận, nhưng tàn lưu lại một phần nhỏ, hung hăng trùng kích đến trên ngực của hắn. Hắn cũng là phi thường khó chịu. Răng rắc. Diệp Thần cảm thấy mình có mấy chiếc xương sườn, tại chiến thần khôi lỗi một quyền hạ gãy mất, may mắn hắn có đúc tinh long thần cùng huyết long trợ lực dưới, miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng lấy. Nhưng chiến thần khôi lỗi một quyền lao ra về sau, liền là quyền thứ hai, quyền thứ ba bạo nện mà ra, thế công liên miên như mưa, gọi người khó mà ngăn cản. Diệp Thần khó mà chống đỡ, chỉ có thể không ngừng trốn tránh tránh lui, hắn muốn liều mạng. Dĩ nhiên cũng có thể liều, nhưng quá nguy hiểm, diệt thế lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhất định phải cẩn thận. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần ta có thể kéo dài một lát, chờ cái này khôi lỗi bị đánh thành tro, khốn cục tự giải. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền triệt để tỉnh táo lại, hết sức chăm chú, một bên tránh né lấy chiến thần khôi lỗi mãnh công, một bên chống lại lấy diệt thế lôi kiếp, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, một cái sơ sẩy liền là ngã xuống tràng. Đồng thau trong tháp cao, thiên trụ thế gia chư nữ nhìn thấy chiến thần khôi lỗi tô tỉnh, còn đang không ngừng công kích Diệp Thần, không khỏi kinh hãi. Mạt Lị bưng bít lấy lòng dạ của chính mình, tựa hồ vẫn còn có chút tim đau thắt bộ dáng, nhưng nàng nhìn thấy Diệp Thần nguy hiểm, cũng là lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt, nói.
Lá thần ca ca gặp nguy hiểm, ta muốn giúp hắn. Mạt Lị đứng dậy, một cái mãnh liệt kiếm, đem trên người âm phù xiềng xích trói buộc, toàn bộ kéo đứt đi, sau đó tốc độ cao hướng tháp cao bên ngoài chạy đi. Ấy, tiểu Mạt Lị. Mai Thúy Châu kinh hãi, ngăn lại Mạt Lị cánh tay, muốn ngăn cản nàng. Nhưng Mạt Lị khí lực lớn đạt được ngạc nhiên, nho nhỏ non nớt bên trong thân thể, tựa như cất giấu một đầu bạo long cự thú, cánh tay hơi chao đảo một cái, liền đem Mai Thúy Châu đánh bay ra ngoài, sau đó nàng cũng không quay đầu lại, lao ra tháp cao, hướng Diệp Thần chạy đi. Lôi kiếp gió lốc cùng hắc ám trong mưa to, Mạt Lị chạy mà đến thân thể, lộ ra 10 điểm non nớt, nhưng nàng hai con ngươi lại tràn ngập kiên định trầm ổn vẻ mặt, lộ ra một cỗ cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng lãnh tịch. Dừng tay, Mạt Lị hướng về phía chiến thần khôi lỗi hét lớn, nho nhỏ nắm đấm bóp, liền mãnh liệt hướng chiến thần khôi lỗi xông quyền xuất kích. Nàng nắm đấm ẩn chứa lực lượng, khí thế, sau lưng lộ ra bố cục trật tự, thế mà cùng chiến thần khôi lỗi quyền pháp, giống như đúc. Chiến thần khôi lỗi lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người đấm lại đón đỡ. Hai người nắm đấm đụng nhau, nổ lên vô cùng kinh khủng va chạm khí chiều. Lại làm cho chung quanh lôi điện bị ép diệt đi, giữa thiên địa lôi kiếp xuất hiện một cỗ ngắn ngủi dừng lại, gió lốc mưa to cũng là dừng lại một sát na, tại hai người các lui lại ba bước về sau, cái kia mãnh liệt lôi điện cùng mưa sa, mới một lần nữa cuồn cuộn hạ xuống tới. Mưa sa làm ướt Mạt Lị tóc, cũng làm ướt y phục của nàng, nàng không dùng bất luận cái gì khí công loại hình thủ đoạn ngăn cản, mặc cho chính mình bại lộ tại lôi trong mưa, óng ánh con ngươi trong bóng đêm phát sáng. Cả người như cùng một con vận sức chờ phát động nhỏ mẹ báo. Ngươi là người kia. Cùng chiến thần khôi lỗi giao thủ qua đi, tiểu Mạt Lị giống như nhìn ra cái gì, nguyên bản trầm ổn kiên định đôi mắt, trở nên có chút ngạc nhiên cùng bao la mờ mịt, đầu lại là bỗng dưng đau đớn, bưng bít lấy đầu, cắn răng. Mưa bụi điệp, là ngươi. Chiến thần khôi lỗi nhìn xem Mạt Lị, tựa hồ cũng tỉnh giấc cái gì, phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hãi tiếng hô. Trong tiếng hô ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn tràn ngập chấn nộ cùng phẫn hận. Ngươi, chiếm cứ linh hồn của ta, ra, năm đó, là ngươi, ngăn cản ta đi thế giới bên ngoài. Hôm nay, ngươi còn muốn chiếm lấy linh hồn của ta. Chiến thần khôi lỗi cuồng nộ, trong cơ thể chu tước mảnh vỡ năng lượng cuồng bạo bốc cháy lên, hắn điên cuồng, sau lưng hiển hóa ra một đạo nóng rực chu tước hư ảnh, tiếp theo sát, hắn mang theo vô cùng điên cuồng hận ý. Huy quyền bạo sát hướng Mạt Lị đầu. Đấu chiến thắng quyền. Kinh thiên một quyền, uy thế bá đạo, đấu phá thiên địa thương khung. Mạt Lị không sợ, chẳng qua là nhíu mày, nàng cũng là một quyền vung ra, quyền pháp cùng quyền ý, khí thế, cùng chiến thần khôi lỗi giống như đúc, lại cũng là một chiêu đấu chiến thắng quyền. Hai quả đấm va chạm, to lớn lực trùng kích, nhưng chiến thần khôi lỗi cánh tay răng rắc rung động. Cấu thành hắn khôi lỗi xác thịt một chút tài liệu, lại không ít hóa thành mảnh vỡ, bị chấn động đến bay bắn đi ra. Mạt Lị đồng dạng không dễ chịu, kinh khủng lực trùng kích đem cánh tay nàng bên trên quần áo xoắn nát, lộ ra một đầu trắng nõn tiêm ấu cánh tay, khó có thể tưởng tượng như thế ấu tiểu cánh tay, có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng. Đại phá thiên, chiến thần khôi lỗi hóa quyền vì trưởng, một trưởng mang theo phá thiên chi thế, chợt vỗ hướng Mạt Lị thân thể. Mạt Lị cũng là song trưởng đều xuất hiện, giống nhau như đúc trưởng pháp, hai người bốn trưởng đụng nhau, bùng nổ lực trùng kích, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, làm cho lôi kiếp cùng gió lốc lại xuất hiện một lát dừng lại. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hai người này đánh nhau lực trùng kích, vô cùng kinh khủng, hắn chỉ có thể lui lại né tránh. Chiến thần một đao, thiên uy chiến giống. Chiến thần khôi lỗi tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, chiêu chiêu hung mãnh bá đạo, khí thế kinh thiên động địa. Nhưng Mạt Lị mỗi lần đều dùng giống nhau chiêu pháp đối kháng, hai người đánh nhau, đúng là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến thần khôi lỗi giận đến oa oa kêu to, nói, mưa bụi điệp, người chiếm lấy linh hồn của ta, còn muốn đánh cắp ta thần thông. Ta muốn người chết, ta coi như hình thần câu diệt, cũng muốn người chết. Thái sơ a, bằng vào ta thân thể làm tế, hạ xuống người nguyền rủa. Cáo chết chi quang, buông xuống đi. Chiến thần khôi lỗi hai tay nâng lên, phát ra to rõ ngâm sướng, tựa hồ là nghĩ dẫn động cái gì nguyền rủa. Nhưng, hắn tiếng ngâm sướng hạ xuống về sau, chung quanh ngoại trừ lôi kiếp cùng gió lốc bên ngoài, căn bản không có mặt khác mặc cho cái gì dị tượng. Nhìn thấy giữa đất trời,
Vậy mà không có chính mình chỗ dự đoán dị tượng, chiến thần khôi lỗi lập tức ngây dại. Trái tim của ta còn tại nhảy, thanh âm của ngươi, Thái Sơ không nghe được. Mạt Lị lắc đầu, ánh mắt mang theo điểm thương hại, còn nói thêm, ngươi quá nguy hiểm, ta không thể lại để cho ngươi sống sót, ngươi phải chết, ngươi chẳng qua là một cỗ nhục thân xác không, ngươi không thể có được ý thức của mình. Mạt Lị nắm chặt lại quyền, phanh phanh, phanh phanh. Giữa đất trời, thế mà bỗng nhiên vang lên từng đợt có tiết tấu, có quy luật, tràn ngập bàng bạc lực lượng thanh âm, giống như là một người tiếng tim đập, nhưng như thiên cổ mãnh liệt. Bên trên bầu trời, xuất hiện vô cùng ly kỳ một màn, chân chính thiên đạo khối Rubik xuất hiện, toàn thân hiện ra thương lam sắc, nhưng này thiên đạo khối Rubik, lại tại biến ảo, nhất thời biến thành một khỏa tinh hồng, dữ tợn, bền chắc, to lớn trái tim. Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mê ly cùng điên cuồng cảnh tượng, từng tầng một vòng xoáy khảm bộ trong tầng mây, thiên đạo khối Rubik hiển hiện, nhưng lại quỷ dị thỉnh thoảng biến thành trái tim bộ dáng, còn có thể nhìn thấy phía trên mạch máu. Không ngừng đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động trái tim, phát ra mãnh liệt tiếng tim đập, phanh phanh, phanh phanh có tiết tấu nhảy lên, tại đây đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động trái tim tiết tấu dưới, giữa thiên địa lôi kiếp cùng gió lốc, cũng biến thành có tiết tấu lên, không nữa bạo loạn, mà là như trăm sông đổ về một biển hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu kim hồng sắc lôi điện thác nước, hung hăng hướng về chiến thần khôi lỗi sông quét xuống. Diệp Thần nhìn xem như thế điên cuồng hỗn loạn một màn, cả người đều ngây dại, vừa mới hắn đau khổ đối kháng diệt thế lôi kiếp, giờ phút này toàn bộ đều hội tụ thành một thể, chút xuống đến chiến thần khôi lỗi trên thân. Oanh long long, tại cuồn cuộn lôi điện thác nước trùng kích vào, chiến thần khôi lỗi thân thể, triệt để hóa thành cho tàn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ cứng rắn xác thịt, tại thiên đạo lực lượng chân chính trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Diệp Thần rung động thiên đạo vĩ đại cùng mạnh mẽ, theo ánh mắt của hắn đến xem, thiên đạo có thể xưng chí cao vô thượng, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, so thiên đạo lợi hại hơn, này sẽ là cảnh giới gì. Mặc dù năm đó hùng bá thời đại viễn cổ, tung hoành vô số kỷ nguyên đấu chiến thần, tại chính thức thiên đạo trước mặt, cũng bất quá là kẻ như run rế. Giờ phút này, đấu chiến thần thân thể khôi lỗi, triệt để thành cho. Hắn thân thể xá lợi, tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì, hoàn toàn hóa thành kiếp cho, theo gió tán đi. Diệp Thần trong lòng vẫn là có chút tiếc hận, dù sao đấu chiến thần thân thể xá lợi, giá trị phi thường cao, nếu như có thể thu về lợi dụng, chỗ tốt kia là thiên đại. Bất quá thiên đạo lực lượng, thực sự quá hung mãnh. Tiểu Mạt Lị không biết dùng thủ đoạn gì, càng đem hết thảy diệt thế lôi kiếp năng lượng, toàn bộ hội tụ tại chiến thần khôi lỗi một thể phía trên. Kinh khủng như vậy lôi kiếp năng lượng, coi như là Nhậm Phi Phàm đích thân tới, đều khó có khả năng ngăn cản, chớ nói chi là một cỗ khôi lỗi xác thịt. Chiến thần khôi lỗi triệt để thành cho, thân thể xá lợi không còn, Diệp Thần tiếc hận tâm tình, cũng rất sắp bị vui sướng thay thế, chỉ thấy một khối màu đỏ thắm như mảnh ngọc mảnh vỡ. Theo chiến thần khôi lỗi trên thân rớt xuống, đó chính là chu tước mảnh vỡ. Diệp Thần một cái bước nhanh về phía trước, đem chu tước mảnh vỡ bắt lấy. Chu tước mảnh vỡ tới tay, Diệp Thần lập tức cảm nhận được một cỗ nóng rực năng lượng. Chỉ thấy chu tước mảnh vụn bên trên mặt, còn lượn lờ lấy từng sợi ma khí, đó là trước đây tiêm nhiễm thâm uyên ma khí, nhưng đi qua diệt thế lôi kiếp tẩy lễ, này ma khí đã không ngoan cố nữa, muốn luyện hóa lời, cũng không phải việc khó. Cuối cùng cầm tới chu tước mảnh vỡ. Diệp Thần nội tâm trở nên kích động, trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở, hắn rốt cục lấy được chu tước mảnh vỡ. Chờ luyện hóa chu tước mảnh vỡ, Diệp Thần tuyệt đối có khả năng đột phá đến thiên nguyên cảnh 7 tầng trời. Khoảng cách thần giáp mệnh tinh, hoàn toàn thắp sáng, bây giờ cũng chỉ thiếu chút nữa. Ngô! Diệp Thần sau lưng truyền đến một hồi có chút thống khổ rên rỉ, hắn nhìn lại. Liền thấy Mạt Lị thân thể lung la lung lay, liền muốn té ngã. Vừa mới nàng không biết dùng thủ đoạn gì, điều động thiên kiếp, tựa hồ tiêu hao phi thường lớn, bây giờ mặt nàng cho tái nhợt đến đáng sợ, bờ môi phát xanh. Mạt Lị, Diệp Thần vội vàng tiến lên, một thanh đỡ lấy nàng, chỉ cảm thấy nàng thân thể vô cùng băng lãnh. Nàng thậm chí là đứng cũng không vững, toàn thân suy yếu đến lợi hại, Diệp Thần chỉ có thể nhẹ nhàng đưa nàng buông ra. Để cho nàng nằm tại trên đùi mình nghỉ ngơi. Ta tâm, còn tại nhảy đi. Mạt Lị kinh ngạc nhìn lên bầu trời, thì thào nói nhỏ, trên bầu trời hết thảy lôi kiếp, gió lốc, mây đen, sương mù, đã hoàn toàn tán đi,
thiên đạo khối Rubik hư ảnh cũng ẩn độn tan biến, toàn bộ bầu trời bày biện ra vũ trụ thái hư màu nền, thê lương, thâm thúy, hắc ám, tinh nguyệt tô điểm, hoặc là gọi ngoài không gian thích hợp hơn. Tại diệt thế lôi kiếp trùng kích vào, hắc ám biên hoang toàn bộ thế giới đều phá toái, triệt để hướng đi hủy diệt, chỉ có đồng thau tháp cao chỗ mỏng núi, miễn cưỡng còn duy trì thiên địa trật tự cùng pháp tắc. Núi bên ngoài, vạn vật thành khư, cái thế giới này đã không tồn tại nữa, đồng thau tháp cao chỗ mỏng núi, tựa như là phiêu phù ở đen kịt trong vũ trụ một tòa đảo hoang, chung quanh tất cả đều là phá toái lơ lửng loạn thạch, bụi trần, nơi xa tinh nguyệt hào quang, tại đen kịt vũ trụ bối cảnh dưới, cũng là lộ ra 10 điểm lóa mắt. Trái tim của ta, còn tại nhảy sao? Mạt Lị tựa hồ hết sức sợ hãi, hết sức lo lắng bộ dáng, nắm lấy Diệp Thần tay, vô cùng suy yếu lại vô cùng khẩn trương hỏi. Diệp Thần có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mơ hồ cũng cảm giác được cái gì, lập tức một hồi tê cả da đầu, nói trái tim của ngươi, là thiên đạo sao? Mạt Lị mờ mịt nói, gọi là thiên đạo sao, ta không biết, ta chẳng qua là không muốn lại ngủ say. Nàng cầm chặt lấy Diệp Thần tay, nỗ lực trợn to ánh mắt của mình, hoàn toàn không dám hợp nhãn, nhưng nàng thực sự quá suy yếu, ý thức đã vô pháp bảo trì tỉnh táo, cuối cùng hai tròng mắt triệt để phóng to, ban đầu liền băng lãnh thân thể, trở nên càng lạnh như băng, non nớt tiêu pha mở, chậm rãi gục xuống. Mạt Lị. Diệp Thần quát to một tiếng, chỉ cho là Mạt Lị chết rồi, đầu hắn lập tức ông ông tác hưởng, nhìn xem Mạt Lị hai mắt phóng to con ngươi, hắn thức hải lại là một hồi vặn vẹo. Phảng phất lâm vào vô biên huyễn cảnh bên trong đi. Tiếp theo sát, Diệp Thần chỉ cảm thấy thế giới trời đất quay cuồng, trước mắt hắn trở nên đen kịt một màu, hoàn toàn tĩnh lặng một mảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần ngầm trộm nghe đến một hồi ngâm nga cạn hát, mở mắt xem xét, hắn thấy bóng tối vô tận bên trong, hiện ra một cái tuyệt thế nữ tử thân ảnh, giống như là một cái chí cao vô thượng nữ hoàng. Nàng người mặc váy bào, đầu đội vương miện, một đôi mảnh khảnh tay. Mang theo tơ dệt bao tay trắng, đang thành tín quỳ trên mặt đất, trong miệng ngâm sướng thành tín cầu nguyện. Đúng, Mạt Lị. Diệp Thần thấy nữ tử này, lập tức liền nhận ra, đây là Mạt Lị lớn lên thời điểm bộ dáng, tại Nhật Nguyệt Hồn Thành thời điểm, nàng từng hiển lộ qua như vậy tuyệt đại phong hoa tư thái, khí thế vô cùng kinh người. Diệp Thần suy nghĩ dần dần rõ ràng, trước mắt hắn thấy, đại khái là đi qua thiên cơ hình ảnh. Có thể là Mạt Lị trí nhớ. Chỉ thấy Mạt Lị chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ cởi áo thường, càng đem một thân váy bào cởi, lộ ra mỡ dê thân thể như bạch ngọc, trên mặt nàng mang theo suy nghĩ, giãy giụa, thần sắc bất đắc dĩ, cuối cùng lại biến thành quyết đoán, khẽ cắn môi xuất ra một cây chủy thủ, đúng là vung lên mũi đao, nhẹ nhàng cắt chính mình cái kia mềm mại tuyết trắng bộ ngực. Tiếp theo sát, tràng diện liền trở nên huyết tinh dâng lên, chỉ thấy Mạt Lị tay cầm theo bộ ngực vết thương luồn vào đi. Sau đó móc ra một cái đẫm máu đổ vật, lại có thể là trái tim của nàng. Diệp Thần mắt thấy một màn này, chỉ một thoáng dùng mình, chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng này, lại là huyết tinh, lại là quỷ dị, lại có một loại dị dạng thêm mỹ, hắn trong nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Mạt Lị thế mà đem trái tim của mình đào lên. Nàng đào ra trái tim của mình về sau, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lưu luyến, cái kia trái tim bị đào ra, còn tại phanh phanh nhảy lên. Cỗ này mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, Diệp Thần là nghe qua. Sáng thế đạo quả đã bị Phạm Thiên chiếm cứ, nhưng ta cũng muốn trở thành ánh sáng, ta tâm, đi thôi, đi thôi. Đi chiếu rọi chư thiên, quang lâm vạn giới. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ theo trong ngủ mê tô tỉnh, ta muốn nhìn thấy cái thế giới này, khắp nơi sinh hoa, nở đầy ta thích Mạt Lị, sơn hà, rừng rậm, đại địa, dòng suối, hải dương, bầu trời, nhật nguyệt, ghi khắc ta đi. Ta lại biến thành cái thế giới này chủ nhân. Mạt Lị phát ra thanh thúy lại âm vang hùng hồn thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng dã tâm, còn có khó có thể dùng che giấu thấp thỏm cùng lo lắng, đủ loại suy nghĩ hỗn hợp thành một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cuồng nhiệt vặn vẹo biểu lộ. Cỗ này biểu lộ xuất hiện tại nàng trắng nõn trên gương mặt thanh lệ, lộ ra phá lệ đáng sợ. Nàng buông tay ra, trái tim của nàng, dừng lại trong chốc lát, liền toát ra kim quang, chậm rãi hướng không trung bay lên. Mạt Lị mất đi trái tim, nàng mỡ đông thân thể, rất nhanh liền trở nên khô héo, phát vàng, héo rút, cuối cùng thành một bộ khô thi, lại sụp đổ ngã xuống đất, hóa thành kiếp tro, không còn tồn tại. Diệp Thần choáng váng, trợn mắt nhìn xem Mạt Lị theo một cái phong hoa tuyệt đại nữ vương mỹ nhân,
biến thành một bộ khô thi, cuối cùng lại thành kiếp cho, hắn đạo tâm nhận cực kỳ to lớn trùng kích. Cái gọi là hồng phấn khô lâu, phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo, chỉ đến như thế. Mạt Lị trái tim thăng lên không trung, xuất hiện biến hóa kinh người, nguyên bản máu thịt phong phú trái tim, cấp tốc cứng rắn chất hóa, bao trùm lên một tầng thật dày thạch tầng, máu thịt chi tâm thành thạch chi tâm, cái kia viên thạch chi tâm chậm rãi chuyển động, mấp mô bất quy tắc địa phương, toàn bộ bị san bằng, cuối cùng trở nên vuông vức, phác phác thảo thảo, lại thành một khỏa khối Rubik, lộ ra như bầu trời thương lam màu sắc. Đây là thiên đạo khối Rubik. Diệp Thần sợ hãi, cái kia khối Rubik chính là hắn vô cùng quen thuộc thiên đạo khối Rubik. Hắn vừa mới, là chính mắt thấy thiên đạo khối Rubik sinh ra. Thiên đạo khối Rubik, chế tạo người lại là Mạt Lị. Thiên đạo, liền là Mạt Lị trái tim. Diệp Thần tê cả da đầu, không thể tin được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể tận mắt nhìn thấy thiên đạo khởi nguyên huyền bí. Trôi nổi tại Diệp Thần trên đỉnh đầu khối Rubik, đã hoàn toàn nhìn không ra có chút máu thịt dấu hiệu, toàn thể hiện ra thương lam bằng đá, lộ ra lạnh lùng, xâm nghiêm, hợp quy tắc khí tức, tựa như hội tụ thế gian hết thảy pháp tắc cùng quy luật. Nhìn xem cái này thiên đạo khối Rubik, Diệp Thần liền có thể cảm ngộ đến thế giới quy luật, vì cái gì vật thể sẽ rơi xuống, vì sao lại đi lôi thiểm điện, vì cái gì tốc độ không thể vượt qua tốc độ ánh sáng, vì cái gì một cộng một sẽ trở tại hai, này chút tất cả quy luật, sớm đã bị biên soạn vào thiên đạo bên trong, là tầng dưới chót nhất logic trật tự. Viên này thiên đạo khối Rubik, hào quang rọi sáng ra đi, hỗn độn xây dựng, từng cái vũ trụ diễn sinh, hết thảy vũ trụ đều tuân theo đồng dạng quy luật, hết thảy đều là đã sớm thiết trí tốt, người tu luyện tới tối cường, cũng không có thể đột phá thiên đạo hạn chế. Vĩ đại sao? Bỗng nhiên, một giọng già nua, đột ngột sau lưng Diệp Thần vang lên. Diệp Thần giật mình, nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn, chẳng biết lúc nào bắt đầu, đứng đấy một cái lão giả, chắp hai tay sau lưng. Lão tiền bối. Diệp Thần cảm giác đến lão giả thanh âm có chút quen thuộc, hắn ban đầu nghĩ khiêu khích thiên đạo thời điểm, liền có một giọng già nua, đang cảnh cáo khuyên can lấy hắn, bất quá hắn không có nghe. Cái kia cảnh cáo âm thanh, tựa hồ liền là lão giả thanh âm. Vĩ đại sao? Lão giả ngẩng lên đầu, đôi mắt si mê nhìn xem cái kia thiên đạo khối Rubik, giống như là tại hỏi thăm Diệp Thần, lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói, ngươi là nói, cái này thiên đạo sao? Lão giả mỉm cười, tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên thân, nói, đúng vậy, tinh quân đại nhân chế tạo thiên đạo, vĩ đại bực nào bàng bạc, mặc dù phía trên rất nhiều quy luật pháp tắc, đều bắt nguồn từ phạm thiên đại thần thân thể, nhưng tinh quân đại nhân có thể đem này nhiều như vậy quy luật, đúc nóng đến trái tim của mình bên trong, đó cũng là kinh thiên vĩ địa hành động vĩ đại a. Diệp Thần nói, tinh quân đại nhân. Lão giả ha ha cười nói, đúng vậy, Điệp Mộng tinh quân, thiên đạo rèn đúc người, phạm thiên thế giới gắn bó người, hết thảy rừng rậm, sơn hà, hải dương, lục địa, phi điểu cùng dã thú chủ nhân chân chính. Diệp Thần nội tâm chấn động, nói chính là, Mạt Lị. Lão giả đột nhiên thở dài một hơi, nói, đúng vậy, tinh quân đại nhân thích nhất hoa nhài. Diệp Thần nói, Mạt Lị, nàng gọi Điệp Mộng tinh quân, mưa bụi điệp. Hắn nhớ kỹ chiến thần khôi lỗi đối mặt Mạt Lị thời điểm, giống như lớn hô cái gì mưa bụi điệp, nghĩ đến là Mạt Lị chân chính tên. Lão giả nói, đúng vậy, đó chính là tinh quân danh húy của đại nhân, cái kia đấu chiến thần cũng là to gan lớn mật a, dám gọi thẳng tinh quân đại nhân tên thật, ngươi về sau đừng có lại kêu, bằng không mạo phạm tinh quân đại nhân, ngươi muôn lần chết không chuộc. Diệp Thần trong lòng run lên, vô ý thức nói, đúng. Lại hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả mỉm cười, nói ta sao, ngươi có thể gọi ta Trương Tam. Diệp Thần nói, a. Lão giả cười nói, tinh quân đại nhân năm đó bố trí 100 cái bài hiểm người, tên theo trình tự gọi Triệu Đại, Lý Nhị, Trương Tam, Trần Tứ, Vương Ngũ, Đinh Lục các loại, ta xếp hạng thứ 3, liền gọi Trương Tam. Diệp Thần bờ môi run rẩy một thoáng, nói cái này. Danh tự, thật đúng là, nghĩ không ra a, Trương Lão, bài hiểm người lại là có ý gì? Lão giả nói, liền là giải quyết nguy hiểm ý tứ, đem hết thảy nguy hiểm đầu nguồn bóp tắt đi, thế giới liền có thể vĩnh hằng ổn định. Bất quá tinh quân đại nhân thần thông cái thế, nàng đã sớm tại thiên đạo bên trong, biên viết xong quy luật trật tự, có mạo phạm thiên đạo, phá hư thiên lý cân bằng người, thiên đạo sẽ tự động hàng phạt,
so như Nhật Nguyệt hồn tộc tư tưởng vĩ đại kỳ quan, vĩnh hằng Nhật Nguyệt, muốn cho hồn thiên đế biến thành ánh sáng, cũng quá mức không hợp thói thường, thiên đạo trực tiếp hàng phạt, nhường hắc ám biên hoang đã thành bị nguyền rủa cấm địa. Thiên đạo tự động tự nhiên vận chuyển, đại đạo tự nhiên, bàng bạc rộng rãi, cần chúng ta bài hiểm người ra tay địa phương, phi thường ít. Bất quá mỗi lần ra tay, chúng ta bài hiểm người đều phải chết người, từ cổ chí kim, đã bị chết không sai biệt lắm, ân, ta tính toán, trừ ta ra, chỉ còn lại Vương Ngũ, Yến Thập Tam, Đường Cửu Cửu chờ mấy lão quái vật còn sống, ai, chỉ mong Tinh Quân đại nhân tương lai khôi phục, có thể sắp chết đi đám xương già này đều sống lại. Diệp Thần ngạc nhiên nói, mỗi lần ra tay đều sẽ chết người sao? Lão giả nói, dĩ nhiên, cần chúng ta bài hiểm người ra tay, đều là phi thường đáng sợ nguy hiểm, tỉ như năm đó đấu chiến thần nghịch thiên, vọt thẳng giết tiến vào thiên đạo bên trong, chúng ta có chừng ba cái bài hiểm người đi ngăn cản hắn, cuối cùng toàn bộ hy sinh, mới miễn cưỡng cùng hắn đồng quy vu tận. Diệp Thần nói, ba cái rất nhiều sao? Lão giả nói, dĩ nhiên, chúng ta bài hiểm người thân phận gì? Đây chính là Tinh Quân đại nhân tự mình an bài thiên đạo giữ gìn người a. Chúng ta một cái hô hấp, có thể đem ngàn vạn cái siêu phẩm thiên đế ép diệt thành cho, bình thường chúng ta chỉ cần một người ra tay, liền có thể giải quyết nguy hiểm, năm đó đấu chiến thần bước đến ba người chúng ta xuất động, cũng xem như thật nghịch thiên. Mà lại cái tên này, còn chưa chết hẳn. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhớ tới Mạt Lị, nói, Mạt Lị là đấu chiến thần chuyển thế, vẫn là thiên đạo chuyển thế, ân. Liền là mưa bụi. Không phải, Điệp Mộng Tinh Quân. Lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Thần coi là Mạt Lị là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế, nhưng bây giờ phát hiện chân tướng sự tình, rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Mạt Lị thân thế, tựa hồ còn muốn càng đáng sợ. Lão giả nghe Diệp Thần hỏi thăm, lộ ra điểm phức tạp cùng cảm khái biểu lộ, thở dài một tiếng, nói, nàng xem như một thể song hồn. Diệp Thần khẽ giật mình. Nói, một thể song hồn. Có ý tứ gì? Lão giả ánh mắt như đuốc, nói, người nói tiểu Mạt Lị, nàng đích xác là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế, nhưng trong cơ thể nàng, lại mang theo Tinh Quân đại nhân ý chí, cho nên cũng xem như Tinh Quân đại nhân chuyển thế. Mới vừa may mắn có Tinh Quân đại nhân ra tay, giúp người nắm thiên kiếp đều dẫn tới chiến thần khôi lỗi trên người, không phải người khiêu khích thiên đạo, hạ xuống nộ phạt khủng bố như thế, người cuối cùng tuyệt đối không thể nào ngăn trở. Diệp Thần nhớ tới cái kia diệt thế lôi kiếp khủng bố, cũng là có chút điểm lòng còn sợ hãi, bất quá hắn là trăm triệu không nghĩ tới, tiểu Mạt Lị lại có thể là một thể song hồn, hắn nhíu mày hỏi. Nói cách khác, Mạt Lị đã là đấu chiến thần chuyển thế, cũng là Điệp Mộng Tinh Quân chuyển thế. Lão giả gật đầu nói, có khả năng nói như vậy, năm đó đấu chiến thần nghịch thiên, là thật xung phong đến thiên đạo trong trung tâm, hắn cuối cùng mặc dù ngã xuống. Nhưng cũng lây dính Tinh Quân đại nhân một luồng tâm huyết hồn khí, hắn linh hồn xá lợi chuyển thế, cuối cùng đản sinh ra người, bề ngoài lại là Tinh Quân đại nhân khi còn bé bộ dáng. Đây là Tinh Quân đại nhân ý chí, lấn át bản thân hắn linh hồn, coi như hắn mạnh mẽ, nhưng hắn cuối cùng thua ngày rưỡi bước, mà Tinh Quân đại nhân, có thể là lăng giá tại thiên đạo phía trên đại nhân vật A. Bất quá Tinh Quân đại nhân chuyển thế về sau, tuổi tác còn trẻ con, còn 10 điểm non nớt. Vô pháp hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của mình, thậm chí có lúc có thể sẽ mất khống chế. Cái kia đấu chiến thần cũng xác thực lợi hại, coi như hắn linh hồn, đã bị Tinh Quân đại nhân ý chí che giấu, nhưng hắn cũng không có chút nào khuất phục ý tứ, còn tại chống lại. Bây giờ Tinh Quân đại nhân một thể song hồn, hai đạo linh hồn không ngừng xung đột, ta thật sợ nàng mất phương hướng chính mình, quên chính mình thân phận thật, cũng sợ đấu chiến thần linh hồn bừa bãi tàn phá dâng lên, trái lại đưa nàng ý chí bao phủ. Dù sao nàng tuổi tác quá nhỏ, đạo tâm cũng hết sức không vững chắc. Diệp Thần nhíu mày ngưng tư, tiểu Mạt Lị nói chính nàng thường xuyên đau đầu, nghĩ đến liền là một thể song hồn, hai đạo linh hồn ở trong người xung đột đưa tới kết quả, hắn hỏi. Tiền bối, người có tính toán gì không? Tiểu Mạt Lị tình huống như vậy, đích thật là vô cùng khó giải quyết. Lão giả bất đắc dĩ nói, có tính toán gì không? Ai, ta cũng không biết. Đây là Tinh Quân đại nhân chính mình kiếp số, chúng ta làm nô tài, cũng không tiện nhúng tay quá nhiều, muốn chân chính một lần nữa phá kén thành bướm, muốn nhìn nàng chính mình mệnh sổ, ta nếu là cưỡng ép nhúng tay, rất có thể sẽ hại nàng. Bất quá ta xem Tinh Quân đại nhân đau đầu phát tác, số lần càng ngày càng nhiều, nghĩ đến là đấu chiến thần cái thằng kia, linh hồn đang điên cuồng chống lại, ta thật sợ tương lai có một ngày,
Tinh quân đại nhân ý chí, sẽ bị đấu chiến thần bao phủ. Diệp thần nói, tiền bối là muốn triệt để diệt đi đấu chiến thần. Lão giả rất là phiền muộn nói, không phải, ta cũng không biết, ta nói, đây là tinh quân đại nhân chính mình kiếp số. Một thể song hồn, cỗ thân thể kia, đến cùng thuộc về đấu chiến thần, vẫn là thuộc về tinh quân đại nhân, cũng rất khó nói. Luân hồi chi chủ, lần này gặp nhau, cũng là duyên phận, ta nghĩ ủy thác ngươi một chuyện. Diệp thần nói, ồ. Lão giả nói, ta nghĩ ủy thác ngươi, tướng tinh quân đại nhân mang đến Nam Châu Thiên, hắc ám biên hoang đã phá toái, nơi này không thích hợp nữa sinh tồn. Diệp thần nói, Nam Châu Thiên. Lão giả nói, đúng vậy, đó là đã từng thiên tổ địa bàn, tinh quân đại nhân cùng thiên tổ sâu xa thâm hậu, mặc dù không thể nói là bằng hữu, nhưng hai người nhân quả liên lụy cực sâu, thiên tổ từng dùng móng tay của hắn, tại tinh quân lớn trái tim của người ta phía trên, điêu khắc ra luân hồi pháp tắc. Bây giờ tinh quân đại nhân chuyển thế, trong lòng bàn tay nàng bên trên khắc viết có tên của ngươi, liền là Diệp thần hai chữ kia, kỳ thật ban đầu là thiên tổ khắc họa. Ngươi là thiên tổ tiên đoán bên trong đánh vỡ thế giới người. Diệp thần nội tâm đại chấn, tiểu mạt lị hoàn toàn chính xác nói qua, nàng trong lòng bàn tay hai cái phạn văn ký tự, kỳ thật liền là tên Diệp thần. Hiện tại nghe lão giả Trương Tam nói, hai chữ này, ban đầu đúng là thiên tổ khắc họa, là một cái tiên đoán, Điệp Mộng tinh quân chuyển thế về sau, còn mang theo cái này khắc họa tiên đoán. Nguyên lai, lại có thể là thiên tổ sao? Diệp thần có chút hốt hoảng. Lão giả nói, đúng vậy, thiên tổ luôn không khả năng nhìn xem tinh quân đại nhân bỏ mình đi, tuy nói thiên đạo đã độc lập tồn tại, coi như tinh quân đại nhân bỏ mình, thiên đạo cũng sẽ không sụp đổ, nhưng nàng dù sao cũng là thiên đạo rèn đúc người, nàng nếu là triệt để vẫn diệt, vẫn là khả năng dẫn phát đủ loại bất trắc hỗn loạn. Ta muốn ngươi mang tinh quân đại nhân đi Nam Châu Thiên, đó là thiên tổ địa bàn, có thiên tổ hậu nhân tồn tại, chỉ cần ngươi tướng tinh quân đại nhân mang tới. Bên kia người sẽ thấy rõ thiên cơ, biết hết thảy, bọn hắn sẽ tiếp nhận tinh quân đại nhân, đưa nàng bồi dưỡng lớn lên. Bây giờ tinh quân đại nhân chuyển thế về sau, một thể song hồn, cục diện khó giải quyết cực kỳ, ta cái này làm nô tài, cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước hết để cho nàng an ổn lớn lên. Chờ nàng lớn lên, nàng nhân quả kiếp số, liền để chính nàng tới quyết đoán. Các ngươi luân hồi trận doanh, nội tình tuy hùng hậu. Nhưng có rất nhiều pháp tắc phương diện đồ vật là không có, tỉ như thế giới bên ngoài pháp tắc, thế giới bên ngoài tài nguyên, các ngươi không thể cung cấp, chỉ có Nam Châu Thiên có thể cung cấp. Cho nên, luân hồi chi chủ, ta nghĩ ủy thác ngươi, tướng tinh quân đại nhân mang đến Nam Châu Thiên, nhường người bên kia, thay thích đáng chiếu cố. Chỉ cần ngươi đem người mang tới, không cần ngươi mở miệng nói cái gì, bọn hắn sẽ rõ. Diệp thần cao mày nói, muốn ta đem tiểu mạt lị mang đến Nam Châu Thiên sao? Lão giả nói, đúng vậy a, không phải ngươi đưa nàng mang theo trên người, quá nguy hiểm, một phần vạn nàng lực lượng mất khống chế, rất có thể tại ngươi luân hồi trận doanh bên trong, trắng trợn sát lục, hậu quả khó mà lường được. Diệp thần trong lòng run lên, nghĩ đến tiểu mạt lị lực lượng, hoàn toàn chính xác hết sức không ổn định. Nếu như nàng lực lượng ổn định, lúc trước cửu thiên sát đã sớm lợi dụng. Có thể nói, tiểu mạt lị là một quả bom hẹn giờ, một khi nổ tung, cái kia đem vô cùng khinh khủng. Tìm một chỗ an đốn nàng, đích thật là nhất thích đáng biện pháp. Tiểu mạt lị trên người nhân quả kiếp số, cũng quá lớn, một thể song hồn, ngoại trừ chính nàng linh hồn bên ngoài, còn có đấu chiến thần linh hồn. Khó giải quyết như thế cục diện, như thế nào xử xong, lão giả không có cách, Diệp thần cũng không có thích đáng biện pháp, lớn như vậy nhân quả. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể chờ đợi tiểu mạt lị chính mình sau khi lớn lên, lại đi quyết định. Diệp thần hỏi, Nam Châu Thiên tọa độ là. Hắn cũng muốn thu xếp tốt tiểu mạt lị, nếu như Nam Châu Thiên Nam một bên, có thể thích đáng chiếu cố, tự nhiên không thể tốt hơn. Lão giả nói, Nam Châu Thiên tọa độ, ta cũng không biết, bọn hắn chặt đứt thiên cơ, đem tự thân ẩn nấp. Diệp thần nói, cái gì, người cũng không biết tọa độ, ta đây làm sao dẫn người tới. Lão giả nói, ngô, ngươi có thể đi hỏi một chút thiên pháp lộ nguyệt, nàng hẳn phải biết, năm đó thiên tổ tại không không lúc nào không bố cục, dùng thương linh dược giới làm hạch tâm, lại chế tạo ra 7 cái thế giới, làm là trận nhãn, Nam Châu Thiên liền là cái kia thất giới một trong, thiên pháp lộ nguyệt thân là thẩm phán chi chủ, nàng hẳn phải biết Nam Châu Thiên tọa độ. Diệp thần trầm ngâm nói, được a,
ta lại hỏi hỏi. Sự tình có biện pháp giải quyết, Diệp Thần cũng là an lòng rất nhiều. Lão giả mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, vậy liền nhờ ngươi. Lại thở dài nói, ai, tinh quân đại nhân mệnh đồ nhiều thăng trầm, ta thật không biết nàng có thể đi hay không đến cuối cùng, chỉ thuận theo ý trời. Diệp Thần cười nói, nàng liền là thiên A. Thiên đạo là điệp mộng tinh quân chế tạo, cái kia theo góc độ nào đó tới nói, nàng liền là chí cao vô thượng thiên. Lão giả sững sờ, sau đó cười ha ha cười, nói, ngươi nói không sai, tinh quân đại nhân liền là thiên. Dừng một chút, hắn lại lấy ra một kiện đồ vật, đưa cho Diệp Thần, ta cho ngươi cái pháp bảo phòng thân, miễn gặp bất chắc. Diệp Thần thấy là một ngọn cổ đăng, toàn thân lượn lờ lấy từng sợi lôi điện, từ từ rung động, cái kia lôi điện khí tức, cùng diệt thế quỷ lôi là giống nhau như đúc, hắn nói, pháp bảo này, mang theo lôi kiếp lực lượng. Lão giả nói, đúng vậy. Đèn này tên thần lôi thanh đăng, là ta đúc thành pháp bảo, bên trong ẩn chứa bàng bạc diệt thế lôi kiếp năng lượng, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần, ta không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Một khi thôi động thần lôi thanh đăng năng lượng, thiên đế đều có thể ép diệt. Ngươi tốt nhất nắm bắt. Bất quá thôi động thần lôi thanh đăng, cần tiêu hao đại lượng khí huyết, lấy khí huyết điểm nhiên đăng tâm, phương có thể dẫn động thiên lôi, tiêu hao khí huyết càng lớn, dẫn động thiên lôi liền càng khủng bố hơn. Người phải cẩn thận, không thể quá mức tiêu hao thân thể. Diệp Thần nói, đúng, đa tạ tiền bối. Liền nhận lấy thần lôi thanh đăng, cũng là rõ ràng thấy pháp bảo này bên trong, ẩn chứa lôi kiếp năng lượng, cực kỳ khủng bố, như một tòa ẩn núp núi lửa, tùy thời đều muốn bùng nổ. Lão giả nói, tốt, người có thể đi về. Trương Tam là danh hiệu của ta, kỳ thật tên thật của ta, gọi Trương Nhược Hư, như tương lai người có một ngày, có thể phi thăng tinh không bỉ ngạn. Có lẽ chúng ta còn có lại cơ hội gặp mặt. Thiên tổ tiên đoán bên trong, ngươi là đánh vỡ thế giới người, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm như thế, bằng không, làm bài hiểm người, ta sẽ đích thân ra tay đưa ngươi giết chết. Lão giả ý vị thâm trường mỉm cười nhìn Diệp Thần, thân thể dần dần làm nhạt tan mất. Diệp Thần trong lòng run lên, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới, một hồi trời đất quay cuồng, oanh long long chấn động. Đợi đến chấn động xoay tròn lắng lại, Diệp Thần phát hiện mình đã về tới hiện thực, ngay tại đồng thau tháp cao chỗ ngọn núi bên trên, tiểu mạt lỵ đang nằm tại trên đùi của hắn. Hắn cảm thấy mình trong đan điền, có cỗ đặc thù năng lượng, nhìn kỹ, nguyên lai là cái kia thần lôi thanh đăng, đã tồn bỏ vào trong đan điền của hắn. Vừa mới phát sinh hết thảy, rõ ràng không phải cái gì ảo giác. Diệp Thần nhìn xem nằm tại trên đùi mình tiểu mạt lỵ, suy nghĩ xuất thần, nghĩ thầm, nghĩ không ra tiểu mạt lỵ. Lại có thể là một thể song hồn, đã là đấu chiến thần linh hồn chuyển thế, cũng là điệp mộng tinh quân. Thiên đạo rèn đúc người, lại có thể là nàng. Chí cao vô thượng thiên đạo, chư thiên vạn giới hết thảy quy luật cùng pháp tắc đầu nguồn, thế giới bên trong hết thảy vĩ đại tạo hóa phía sau màn rèn đúc người, thế mà liền là nằm tại trên đùi mình tiểu nữ hài này. Diệp Thần có chút như mộng ảo cảm giác, thật sự là khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu mạt lỵ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vẫn là hết sức hư nhược bộ dáng, kêu một tiếng, lá thần ca ca, ta muốn uống nước. Diệp Thần lấy lại tinh thần, nói, tốt. Hắn liền ôm lấy tiểu mạt lỵ, cất bước đi trở về đồng thau tháp cao, diệt thế lôi kiếp đã lắng lại, chiến thần khôi lỗi triệt để thành cho, hắn thuận lợi lấy được chu tước mảnh vỡ, cũng hiểu biết tiểu mạt lỵ thân thế, thậm chí biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Liền là đem tiểu mạt lỵ mang đến Nam Châu Thiên. Nhưng Nam Châu Thiên thay thích đáng chiếu cố. Chẳng qua là, Diệp Thần trong lòng vẫn còn có không hiểu lo lắng, giống như còn có vấn đề gì hay không có giải quyết. Soạt, bỗng nhiên, một đạo sáng chói kính quang, như theo thế giới bên ngoài bay vụt xuống tới tinh hà, cuồn cuộn theo trên bầu trời bạo rơi xuống, lại như là một đạo kiếm khí hồng lưu, hung hăng bạo sát hướng Diệp Thần. Là kính thiên đế. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, lập tức tỉnh ngộ. Còn không có giải quyết tai họa ngầm, liền là kính thiên đế. Hắn vội vàng ôm tiểu mạt lỵ, thả người về sau nhảy một cái, né tránh theo thiên bắn xuống tới kính quang. Cái kia kính quang tựa như tinh thể thực chất, cực kỳ khủng bố, bạo rơi vào vừa mới Diệp Thần đứng yên địa phương, đem mặt đất đánh cho nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Một người mặc thủy kính đạo bào thanh niên nam tử, từ trên trời giáng xuống, chính là kính thiên đế. Mà lại là chân thân. Chỉ thấy kính thiên đế thân thể, kính quang vạn đạo, sáng chói không thêm,
thiên đế khí sục sôi, bá khí vô cùng, rõ ràng không phải cái gì phân thân, mà là hắn chân thân tới. Đồng thau trong tháp cao, thiên trụ thế gia chư nữ nhìn thấy kính thiên đế buông xuống, cũng là phát ra một tràng thốt lên âm thanh, các nàng vốn còn muốn ra đi nghênh đón Diệp thần, nhưng kính thiên đế vừa đến, các nàng liền vô cùng chấn sợ, đều không dám nhúc nhích. Năm đó kính thiên đế, giết sạch thiên trụ thế gia hết thảy nam tử, cho các nàng lưu lại to lớn bóng ma tâm lý. Kính thiên đế, ta còn kém chút không để ý đến ngươi. Diệp thần nhìn thấy kính thiên đế buông xuống, nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc đường cong, ánh mắt cũng là trở nên âm lạnh xuống. Kính thiên đế buông xuống thời cơ, bắt chẹt đến phi thường tốt, Diệp thần vừa mới trải qua cùng chiến thần khôi lỗi chiến đấu, còn có đối kháng diệt thế lôi kiếp, lúc này chính là thư giãn mỏi mệt, tiểu mạt lị lại hao hết khí tức, không cách nào lại chiến, kính thiên đế ở vào tuyệt đối chiến thắng địa vị. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi cuối cùng đã được như nguyện, lấy được chu tước mảnh vỡ. Kính thiên đế ha ha cười nói. Diệp thần lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, nghĩ thừa dịp ta suy yếu, giết người đoạt bảo sao. Vậy đến đây đi. Mặc dù Diệp thần lúc này trạng thái, đã không phải là đỉnh phong, nhưng hắn cũng không sợ kính thiên đế. Hắn còn có thủ đoạn. Kính thiên đế lắc đầu, cười nói, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi vô địch, không đến cuối cùng thời khắc, ta cũng không muốn đánh với ngươi, ngươi đem tiểu nữ hài này cho ta. Vật gì khác, ta đều có thể không muốn. Hắn ánh mắt nhìn về phía tiểu mạt lị, tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Mặc dù, hắn cũng không biết tiểu mạt lị chân chính thân thế, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tiểu mạt lị trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng lời, có thể bộc phát ra kinh thiên uy lực. Trước kia hắc ám biên hoang khắp nơi nguyền rủa, kính thiên đế cũng không dám nhúng tay quá nhiều. Nhưng bây giờ hắc ám biên hoang đã phá toái, hết thảy nguyền rủa không còn tồn tại, hắn liền muốn đem tiểu mạt lị mang đi. Cùng tiểu mạt lị so sánh, cái gì ám hồn thiên thạch, cái gì thiên kiếp thần chiếu kính, đều không đáng giá nhắc tới. Diệp thần nói, người mong muốn mang đi nàng. Kính thiên đế nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi đem người cho ta lập tức liền rời đi, tuyệt không làm thương hại ngươi, càng sẽ không tổn thương người nơi này. Ánh mắt của hắn lườm liếc cái kia đồng thau tháp cao, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng, tựa hồ là đang cảnh cáo Diệp thần. Diệp thần cũng không phải lẻ loi một mình, thiên trụ thế gia chư nữ sinh tử, toàn hệ tại hắn trên người một người, một khi khai chiến, hắn coi như có thể tại kính thiên đế thủ hạ đào thoát, nhưng thiên trụ thế gia chúng nữ, sợ là phải gặp tai ương. Kính thiên đế cũng biết Diệp thần át chủ bài rất nhiều, cho nên tùy tiện không dám vạch mặt, bằng không coi như hắn có thể thắng. Sợ rằng cũng phải trả giá cao thảm trọng. Chỉ cần Diệp thần có thể đem tiểu mạt lị giao cho hắn, hắn có khả năng lập tức rời đi. Lá thần ca ca, không muốn, bỏ lại ta. Tiểu mạt lị suy yếu phía dưới, 10 điểm khủng hoảng, ôm chặt lấy Diệp thần cổ, nàng coi như là điệp mộng tinh quân cùng đấu chiến thần chuyển thế, nhưng cuối cùng vẫn là một đứa bé. Diệp thần ôm tiểu mạt lị, tâm sinh trìu mến, hướng kính thiên đế cười nói, xin lỗi. Nàng không muốn cùng ngươi đi. Kính thiên đế tầm mắt lạnh lẽo, nói, luân hồi chi chủ, ngươi là người thông minh, tốt nhất đừng ép ta động thủ. Diệp thần cười ha ha một tiếng, nói, ngươi muốn chiến liền chiến, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Thần lôi thanh đăng, buông xuống đi. Quát to một tiếng, Diệp thần trực tiếp triệu hoán ra thần lôi thanh đăng, hắn dám ở kính thiên đế trước mặt cường ngạnh, tự nhiên là có cường ngạnh lực lượng. Này thần lôi thanh đăng. Chính là lá bài tẩy của hắn. Kính thiên đế nhìn thấy cái kia ngọn đèn xưa cũ thanh đăng, lập tức đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt chính là cảm giác được, thanh đăng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động. Diệp thần đem thần lôi thanh đăng tế ra, cắn chót lưỡi, há miệng phun một cái, phun ra một chùm tinh huyết, cuồn cuộn huy sái tại bấc đèn phía trên. Thần lôi thanh đăng đạt được Diệp thần máu tươi quán chú, lập tức ông ông tác hưởng, bấc đèn bạo sáng lên. Nhưng theo bấc đèn giấy lên, lại không phải ánh lửa, mà là từng đạo kinh thiên lôi điện. Vô số kinh lôi tia chớp, tựa như vặn vẹo dữ tợn ma quái, tranh nhau sợ sau điên cuồng theo bấc đèn bên trong nổ tung ra tới, tựa như hóa thành một đầu lôi long, oanh long long phóng hướng chân trời, chỉ một thoáng liền ở trong không gian, ấp ủ thành một mảnh lôi vân phong bạo, từng đầu sấm sét màu tím, mang theo thiên kiếp lực lượng, từ trên trời giáng xuống, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Cái gì? Kính thiên đế triệt để hãi dị, chỉ cảm thấy cái thiên kiếp này tử điện bên trong,
mang theo đủ để phá hủy vũ trụ thế giới bàng bạc uy lực, cùng trước đây Diệp Thần khiêu khích thiên đạo, dẫn động xuống tới diệt thế lôi kiếp, năng lượng khí tức là giống nhau như đúc. Cái kia diệt thế lôi kiếp, đủ để ép ngập đầu cấp thiên đế, kính thiên đế thấy cái kia từng đầu thiên kiếp tử điện buông xuống, cũng là vô cùng sợ hãi, coi như là hắn, đối mặt loại cấp bậc này thiên kiếp lôi điện, áp lực cũng là vô cùng lớn. Đáng chết tiểu tử, lại còn có này loại thần khí. Kính thiên đế triệt để động dung, không nghĩ tới Diệp Thần át chủ bài nhiều như vậy. Diệp Thần sắc mặt hờ hững, trực tiếp liền thôi động từng đầu thiên kiếp tử điện, mang theo diệt thế chi uy, hướng về kính thiên đế oanh tạc mà đi. Cái kia bài hiểm người Trương Nhược Hư cho hắn thần lôi thanh đăng, uy năng quá kinh khủng, bên trong ẩn chứa thiên đạo kiếp lôi năng lượng, một khi bạo phát đi ra, thiên đế cũng đỡ không nổi. Bất quá đáng tiếc là, thần lôi thanh đăng nhiều nhất sử dụng 3 lần, 3 lần qua đi, năng lượng liền sẽ hao hết, triệt để phá toái. Mà lại, thôi động thần lôi thanh đăng, cũng cần hao phí đại lượng khí huyết tinh hoa, Diệp Thần lúc này tiêu hao phi thường lớn, toàn thân khí huyết phảng phất bị rút sạch. Gương mặt như tiểu mạt lị tái nhợt. Hắn cũng không có nương tay cái gì, chỉ muốn trực tiếp diệt sát kính thiên đế. Kính thiên đế là cổ tinh môn ngũ đại thiên đế một trong, nếu như có thể đánh giết hắn, Diệp Thần liền có thể suy yếu rất lớn cổ tinh môn lực lượng, về sau đi giải cứu võ tổ, cũng sẽ nhẹ nhõm một ít. Kính tượng phản chiếu, đi. Kính thiên đế mắt thấy từng đầu thiên kiếp tử điện bổ tới, thiên đế khí sôi trào, vội vàng thi triển thần thông. Trước người hội tụ ra một mặt trong suốt thủy kính, mong muốn đem hết thảy thiên kiếp tử điện, đều phản chiếu bắn ngược cho Diệp Thần. Hắn có thể gọi kính thiên đế, nhìn gương đạo thần thông nắm giữ, tự nhiên là có 102 đương thời vô địch, bình thường mặt người đối kính thiên đế, căn bản không có mảy may khả năng chiến thắng, hết thảy thủ đoạn thần thông, đều sẽ bị kính thiên đế bắn ngược, ngược lại sát thương chính mình. Trước kia thiên trụ thế ra rất nhiều chiến sĩ, toàn quân bị diệt. Liền là kính thiên đế dựa vào kính tượng thần thông, đem diệt thế quỷ lôi toàn bộ phản chiếu đến thiên trụ thế gia trong chiến trận, chính mình không cần ra tay, dựa vào thiên lôi lực lượng, liền có thể giết chết người. Hiện tại, hắn muốn đem Diệp Thần phóng thích ra thiên lôi, toàn bộ trả lại Diệp Thần. Ầm ầm. Nhưng mà, Diệp dòng thần thiên kiếp tử điện, nương theo lấy kinh thiên lôi minh tiếng nổ, hung hăng đánh vào kính thiên đế thủy kính bên trên, nhưng không có bị bắn ngược. Mà là dùng bẻ gãy nghiền nát, xỏ xuyên qua thế giới khí thế hung hãn, trực tiếp đem cái kia thủy kính đánh xuyên. Vô số dòng điện đánh xuyên thủy kính, cuối cùng mãnh liệt đánh vào kính thiên đế trên thân, kính thiên đế hét thảm một tiếng, nửa người lập tức bị nổ thành cháy đen, đầu tóc rối bời, vô cùng chật vật. Đáng chết, cái thiên kiếp này. Kính thiên đế khẽ cắn môi, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần chỗ gọi ra thiên kiếp tử điện, uy thế hung mãnh như vậy. So với bình thường diệt thế quỷ lôi, còn đáng sợ hơn rất nhiều, liền hắn thủy kính thần thông, cũng không cách nào bắn ngược, đã vượt ra khỏi hạn độ, tấm gương đều bị đánh xuyên. Kính thiên đế, ta hôm nay muốn ngươi chết. Thi thể của ngươi, đối ta có tác dụng lớn. Diệp Thần nhanh lệ cười một tiếng, tiếp tục thúc giục thần lôi thanh đăng, bộc phát ra vô tận mãnh liệt lôi kiếp, điên cuồng oanh sát hướng kính thiên đế. Kính thiên đế là đỉnh cấp thiên đế, nếu như có thể giết chết hắn. Đạt được hắn thi thể, cái kia Diệp Thần là có thể cầm lấy đi chế tạo sáng tạo sinh chi trụ. Hoàng lão cùng đại chủ tể nói qua, muốn tạo sáng tạo sinh chi trụ, cần Diệp Thần một giọt thiên đế luân hồi máu, còn cần 10 bộ đỉnh cấp cường giả thi thể làm dẫn. Mà phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, kính thiên đế đều có thể nói là cấp cao nhất thiên đế một trong. Kính thiên đế sợ hãi, cũng là có thể cảm nhận được Diệp Thần vô tận sát tâm, hắn phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi một cái trung vị thần, ngươi muốn giết ta, ngươi đang nói đùa gì vậy? Thật sự cho rằng bằng một món pháp bảo, liền có thể lấy tính mạng của ta. Kính phân thân chi thuật, mở. Chỉ thấy kính thiên đế thi triển kính đạo thần thông, sau lưng một khối thủy kính hiển hiện, phân quang hóa ảnh, một khối biến hai khối biến bốn khối biến tám khối, đến cuối cùng hư không bên trong, soạt soạt biến hóa hiện ra ngàn ngàn vạn vạn khối tấm gương, mỗi một khối phía trước gương. Lại có kính thiên đế thân ảnh. Hắn thế mà tại trong chớp mắt, biến hóa ra ngàn vạn đạo kính ảnh phân thân, cũng không biết cái nào là hư ảo, cái nào là chân thực. Tiếp theo sát, cái kia ngàn ngàn vạn vạn đạo kính phân thân, liền cùng nhau huy kiếm xuất kích, chém thẳng Diệp Thần, từng đạo nếu cần du bọt nước, nhưng lại cực kỳ kiếm quang bén nhọn, mang theo đỉnh cấp thiên đế uy thế khí độ, lại phá vỡ Diệp Thần thiên kiếp tử điện,
vô số kiếm quang tới gần thân thể của hắn. Kính Thiên Đế dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế, thực lực của hắn, vô cho hoài nghi. Kính Thiên Đế, quả nhiên lợi hại, bất quá ta cũng không là một người tại đánh với ngươi. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, nhìn xem bốn phương tám hướng kiếm quang đánh tới, hắn không chút kinh hoàng, lại triệu ra máu long cùng đúc tinh long thần, song long hội tụ, to rõ long hống tiếng chấn thiên. Diệp Thần đem huyết long cùng đúc tinh lực lượng của long thần, đều quán chú đến thần lôi thanh đăng bên trong, lập tức, thần lôi thanh đăng quang hoa đại thịnh, chỗ bộc phát ra thiên kiếp lôi đình, lại hung mãnh mấy lần, từng đầu thiên kiếp tử điện, từng khỏa màu vàng kim thiên lôi khối cầu, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng oanh tạc mà đi. Kính Thiên Đế có ngàn ngàn vạn vạn đạo phân thân, mà Diệp Thần liền bạo phát ra ép áp thiên địa đáng sợ lôi kiếp, hướng về kia ngàn vạn đạo phân thân toàn diện đánh tới. Oanh long long, nương theo lấy kinh thiên lôi minh nổ vang, còn có Diệp Thần, huyết long, đúc tinh long thần ba cái lực lượng, vô tận thiên kiếp lôi đỉnh hướng bốn phía oanh sát, Kính Thiên Đế cái kia ngàn vạn đạo kính phân thân, bọn hắn phát ra kiếm khí, toàn bộ bị thiên lôi ép bạo, tất cả kính phân thân, tại thiên lôi oanh tạc dưới, cũng là cấp tốc diệt vong, tiêu tán vô hình. Đến cuối cùng, Kính Thiên Đế bản thể bạo lộ ra, chỉnh phó thân thể đã bị thiên lôi nổ cháy đen, vô cùng dữ tợn. Hắn ra mặt co quắp, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, song long hội tụ Diệp Thần, khí thế mảy may không thua bởi hắn. Lúc này huyết long cùng đúc tinh long thần, đều biết can hệ trọng đại, cho nên liều mạng tiêu hao, cũng muốn trợ giúp Diệp Thần. Vừa mới đối kháng diệt thế quỷ lôi hòa chiến thần khôi lỗi thời điểm, kỳ thật chúng nó tiêu hao đã phi thường lớn, bây giờ hoàn toàn là đang tiêu hao. Kính Thiên Đế coi như là đỉnh cấp thiên đế, nhưng đối mặt huyết long cùng đúc tinh long thần tiêu hao lực lượng, lộ ra cũng không chiếm được thượng phong. Mà lại, Diệp Thần còn chấp trưởng lấy thần lôi thanh đăng như thế đại sát khí. Luân hồi chi chủ, là ta khinh thường ngươi. Kính Thiên Đế tầm mắt chuyển động, cấp tốc phán đoán rõ ràng tình thế, biết Diệp Thần chấp trưởng thần lôi thanh đăng, chính mình thực khó địch nổi. Bất quá, ngươi chiếc đèn này, ngươi lại có thể sử dụng bao lâu? Kính Thiên Đế nhạy cảm phát giác, Diệp Thần thôi động thần lôi thanh đăng, tiêu hao phi thường lớn. Này thần lôi thanh đăng uy năng tuy khủng bố, nhưng xem Diệp Thần bộ dáng, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Thiên kính hải thận, mở. Kính Thiên Đế thôi động thủy kính, bày ra một mảnh hải thị thận lâu huyễn cảnh, thân thể cấp tốc trốn vào trong ảo cảnh, cả người trở nên mông lung, sau lưng sơn hà ban công cảnh tượng cũng là như mộng ảo tồn tại, tựa như bọt nước. Diệp Thần thiên kiếp lôi điện oanh tạc đi qua, trong lúc nhất thời, lại cũng không thể phá vỡ Kính Thiên Đế thiên kính hải thận huyễn cảnh thế giới. Muốn kéo dài thời gian sao? Diệp Thần nhìn ra Kính Thiên Đế ý nghĩ, bất quá lại kinh thường cười một tiếng, ngươi chỉ sợ kéo không được nữa. Chu tước mảnh vỡ, dung hợp. Đột nhiên, Diệp Thần tế ra chu tước mảnh vỡ, rực đỏ cùng đỏ sậm năng lượng, tại mảnh vụn bên trên vần quanh, ngưng tụ ra một con chu tước hư ảnh, ngửa mặt lên trời hí dài, phịch cánh, giãy giụa lấy mong muốn bay khỏi mà đi. Này chu tước mảnh vỡ đã hóa hình, có trí tuệ, rõ ràng không muốn chịu Diệp Thần trói buộc, mong muốn thoát ly bay đi. Bất quá, Diệp Thần dĩ nhiên không có khả năng nhường chu tước mảnh vỡ bay đi, may mắn bây giờ chu tước, đi qua chiến thần khôi lỗi, diệt thế quỷ lôi một loạt chèn ép, ý chí đã đại đại suy yếu, không cách nào lại thoát khỏi Diệp Thần trưởng khống. Diệp Thần muốn thôi động thần lôi thanh đăng, cần thiết hao phí năng lượng, thực sự quá khủng bố. Hắn dự định làm chàng luyện hóa chu tước mảnh vỡ, bổ sung năng lượng, thậm chí là đột phá tu vi. Oanh long long. Diệp Thần sau lưng, một khỏa ngôi sao to lớn hiển hóa ra ngoài, chính là thần giáp mệnh tinh, phía trên đã khảm nạm thanh long mảnh vỡ cùng bạch hổ mảnh vỡ, cả viên mệnh tinh có một nửa đều được thắp sáng. Giờ phút này, Diệp Thần liền đem cái kia chu tước mảnh vỡ, đúc nóng nhập thần giáp mệnh tinh bên trong. Không, luân hồi chi chủ, ngươi không thể luyện hóa ta. Ta thiên tân vạn khổ mới sản sinh ra trí tuệ, ta cũng không cam phai mờ a a a. Chu tước mảnh vỡ biến thành thần điểu, phát ra phẫn nộ, không cam lòng, kinh khủng lại tuyệt vọng gào thét, cánh phịch lấy không ngừng giãy giụa, không muốn bị khảm nạm đến thần giáp mệnh tinh bên trong đi. Diệp Thần cười cười nói, ngoan ngoãn nghe lời, chớ phản kháng ta. Ngươi yên tâm, ngươi dung nhập thần giáp mệnh tinh về sau, ngươi trí tuệ sẽ không tan biến, thậm chí càng hơn dĩ vãng. Ta ban thưởng ngươi quyền hành, từ nay về sau, ngươi chính là ta thần giáp mệnh tinh tinh linh. Nghe được Diệp Thần lời hứa,
Chu Tước Thần đều ngây dại, nội tâm cũng là tại lúc này không hiểu an định rất nhiều. Diệp Thần đem Chu Tước mảnh vỡ dung nhập thần giáp mệnh tinh, Chu Tước Thần đều trầm mặc, nhắm lại hai con ngươi, không nữa kháng cự, chỉ phát ra một tiếng trầm thấp ô minh. Ông! Chỉ thấy cái kia Chu Tước mảnh vỡ, hết thảy ma khí rút đi, triệt để khôi phục ban đầu xích hồng màu sắc, tựa như là thuần túy hỏa diễm hội tụ mà thành, cuối cùng hoàn mỹ khảm nạm đến thần giáp mệnh tinh phía trên. Thần giáp mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ, đã đến thứ ba, mới đúc nóng đi lên Chu Tước mảnh vỡ, khí tượng sục sôi, một cỗ vô cùng nóng bỏng nóng rực khí tức, theo thần giáp mệnh tinh bên trên bộc phát ra, tựa như núi lửa dâng lên, Chu Tước trùng thiên, tại Diệp Thần trên đỉnh đầu dương cánh, bày ra nóng rực thiên hỏa thần uy. Oanh long long, Diệp Thần đạt được Chu Tước mảnh vỡ linh khí tẩm bổ, toàn thân lập tức bùng nổ lôi minh tiếng vang, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch đều là vô cùng nóng bỏng, trong máu lưu động phảng phất là dung nham, nguyên bản kẹp lấy bất động cảnh giới bình cảnh, tại đây cỗ nóng rực khí tức trùng kích vào, cũng là cấp tốc bị đánh vỡ. Diệp Thần tu vi, rốt cục theo thiên nguyên cảnh 6 tầng trời, đột phá đến 7 tầng trời cảnh giới. Này một cái cấp độ đột phá, có thể là chất đột phá. Bởi vì, 7 tầng trời đã coi như là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, một bước vào cảnh giới này, Diệp Thần toàn thân lập tức linh khí cuồn cuộn, luân hồi quang mang kinh thiên. Chu Tước mảnh vỡ, năng lượng quả nhiên dồi dào a. Cuối cùng để cho ta đột phá. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng, nội tâm cũng là mừng như điên không thôi. Vừa mới thôi động thần lôi thanh đăng, tiêu hao hết khí huyết, giờ phút này đang nhanh chóng khôi phục. Một bước đột thông phá, Diệp Thần quả thực là thoát thai hoán cốt, Chu Tước mảnh vỡ năng lượng, thậm chí so với hắn thiên hỏa mệnh tinh, còn lợi hại hơn một chút. Cuồn cuộn Chu Tước liệt diễm quanh quẩn toàn thân, ngay tại Diệp Thần trên thân ngưng tụ ra một bộ Chu Tước chiến giáp, rực rỡ sáng chói, đem Diệp Thần cả người tôn lên tựa như là theo trong truyền thuyết thần thoại đi ra chiến thần. Cái gì? Hải Thần huyễn cảnh bên trong kính thiên đế, nhìn thấy Diệp Thần đột phá, lập tức chấn kinh. Diệp Thần theo thiên nguyên cảnh 6 tầng trời, tấn thăng đến 7 tầng trời, điểm này cảnh giới đột phá, đối kính thiên đế tới nói, tự nhiên không tính là gì uy hiếp. Chân chính khiến cho hắn thấy uy hiếp cùng khiếp sợ, là Diệp Thần khí tượng. Luân hồi khí tượng. Diệp Thần vừa đột phá, toàn thân luân hồi kim quang liền vô cùng hừng hực, trên đỉnh đầu thần giáp mệnh tinh bên trong, diễn sinh ra được luân hồi thiên quốc tranh cảnh, thiên quốc bên trong mỗi một vóc dáng dân, đều chiếm được thần giáp mệnh tinh chúc phúc, vô bệnh vô tai, lớn thủ hộ lực lượng gia thân, vĩnh hằng tự tại. Như vậy chúc phúc thủ hộ, vĩnh hằng tự tại khí tượng, nhưng kính thiên đế vô cùng động dung, thậm chí đạo tâm của hắn xuất hiện lay động, hắn thậm chí đều muốn bái nhập Diệp Thần luân hồi thiên quốc tọa hạ, trở thành luân hồi con dân, đạt được chúc phúc, từ đó phúc phận vĩnh hưởng, vĩnh hằng tự tại. Cái này là thần giáp mệnh tinh chỗ lợi hại, giữa thiên địa thủ hộ lực cường đại nhất đồ vật, không phải thần giáp mệnh tinh không ai có thể hơn. Này ngôi sao, cũng là thủ hộ luân hồi thiên quốc phúc tinh, chỉ cần thần giáp mệnh tinh chiếu rọi, luân hồi thiên quốc con dân, là có thể an hưởng cực lạc, không nhận bất luận cái gì tai họa cùng kiếp nạn xâm phạt. Có thần giáp mệnh tinh chiếu rọi, cái gọi là luân hồi thiên quốc, mới tính chân chính có một chút thiên quốc dáng vẻ, an nhiên tự đắc, yên tĩnh chí viễn. Yên ổn ôn hòa, ấm áp thoải mái dễ chịu, toàn bộ thế giới phảng phất tràn đầy chúc phúc thánh quang. Mặc dù bây giờ Diệp Thần còn không có triệt để thắp sáng thần giáp mệnh tinh, nhưng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba mảnh vụn đều chiếm được, thần giáp mệnh tinh đã coi như là tiểu viên mãn trạng thái, cỗ này chúc phúc khí tượng khuếch tán ra, lập tức liền kinh động đến chư thiên. Tại không không lúc nào không rất nhiều thế giới, phong vân dũng động, lôi minh biến ảo. Không ít người đều có thể thấy Diệp Thần luân hồi thiên quốc cái bóng, có thể thấy cái kia thiên quốc thế giới, ấm áp an lành cực lạc khí tượng. Tại Chu Tước mảnh vỡ về hợp về sau, Diệp Thần luân hồi thiên quốc, tác động lực quá cường đại, nhưng người sinh ra một cỗ cái kia chính là trung cực thế giới, cái kia chính là chân chính hoàn mỹ thế giới ảo giác. Rất nhiều người đạo tâm đều chấn động, tại Diệp Thần Chu Tước mảnh vỡ về hợp trong nháy mắt, không không lúc nào không liền thật nhiều người, đều bị tác động. Như ong vỡ tổ hướng về luân hồi tinh giới phóng đi, khẩn cầu đạt được luân hồi trận doanh tiếp nhận. Ngoại giới biến động, Diệp Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được, bốn phương tám hướng tụ đến tín ngưỡng lực, làm cho Diệp Thần toàn thân sảng khoái, vô cùng thoải mái. Hắn dung hợp Chu Tước mảnh vỡ, luân hồi khí thế tăng lên rất nhiều, luân hồi trận doanh rất nhiều tín đồ,
đối với hắn tín ngưỡng càng thêm thành kính cùng kiên định, cung cấp tín ngưỡng lực, cũng là trở nên hừng hực rất nhiều. Diệp thần dung hợp chu tước mảnh vỡ, tu vi vốn tới chẳng qua là tăng lên tới 7 tầng trời sơ giai, nhưng ở rất nhiều tín ngưỡng lực tẩm bổ dưới, hắn tu vi lại lần nữa đột phá, trực tiếp liền bước vào 7 tầng trời trung giai mức độ. Kính thiên đế kinh khủng, diệp thần đơn thuần cảnh giới đột phá, cũng sẽ không khiến cho hắn kinh khủng, chân chính khiến cho hắn thấy sợ hãi, là cái kia càng ngày càng hừng hực luân hồi khí tượng. Đạo tâm của hắn, tại kịch liệt lắc lư, diệp thần rõ ràng chẳng qua là thiên nguyên cảnh 7 tầng trời trung giai, nhưng trong mắt hắn xem ra, lại phảng phất là một cái chí cao vô thượng thiên thần, vĩ ngạn không thể khiêu chiến, hắn chỉ muốn quỳ xuống thần phục, quy y tại luân hồi thiên quốc tọa hạ. Kính thiên đế, quy thuận ta đi, ta có lẽ có thể lòng từ bi, cân nhắc không giết ngươi. Diệp thần nhìn chăm chú lấy kính thiên đế, cười nói. Kính thiên đế nghe diệp thần, như ở trong mộng mới tỉnh, phẫn nộ nói, đáng chết tiểu tử, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Thiên kiếp thần chiếu kính, diệt cho ta. Dưới cơn thịnh nộ, kính thiên đế gọi ra thiên kiếp thần chiếu kính, đây là sự vĩ đại của hắn kỳ quan. Hắn lại trực tiếp đem thiên kiếp thần chiếu kính hiến tế đi, dĩ vãng chế tạo thiên kiếp thần chiếu kính, hắn nhọc lòng, không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên, nhưng bây giờ vì đối kháng diệp thần, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, lại trực tiếp hiến tế. Oanh long long, thiên kiếp thần chiếu kính phá toái, từ bên trong bạo phát ra cuồn cuộn thiên kiếp lôi hỏa năng lượng, hội tụ thành thao thiên thác nước hồng lưu, điên cuồng hướng về diệp thần đánh tới. Cỗ này lôi hỏa hồng lưu, thậm chí cùng thần lôi thanh đăng bùng nổ thiên kiếp so sánh, cũng là không chút thua kém. Diệp thần thấy thế, mảy may không hoảng hốt, cầm trong tay ôm tiểu mạt lị, mang đến sau lưng, sau đó hai tay kết ấn, tại hàn ấn quyết thôi động dưới, thần giáp mệnh tinh hiển hóa ra chu tước thần điểu, cấp tốc cùng thần lôi thanh đăng bùng nổ thiên kiếp, dung hợp một chỗ. Nóng rực chu tước, cùng lôi đình thiên kiếp tương dung, đồng dạng hóa thành một cỗ lôi cùng lửa hồng lưu. Bát hoang luân hồi tín đồ, nguyện lực tập trung vào ta thân. Ta vì luân hồi chi chủ, làm chấn sát hết thảy địch. Diệp thần ngửa mặt lên trời phát ra ngâm sướng, điều động không không lúc nào không chư thiên, bốn phương tám hướng luân hồi nguyện lực, giữa đất trời rất nhiều luân hồi tín đồ, tín ngưỡng của bọn họ lực lượng, tựa như giang hà biển cả bàn cồn cồn vọt tới, oanh long long hội tụ đến diệp thần trên thân. Theo luân hồi nguyện lực hội tụ, cái kia chu tước thần điểu, lập tức điên cuồng bành trướng, hóa thành vạn trượng to lớn, che trời che không, phát ra hí dài, toàn thân luân hồi khí sục sôi, lại lượn lờ lấy từng tầng một thiên kiếp lôi điện, vô cùng hung hãn, coi như không hướng về kính thiên đế lao xuống. Không, nhìn thấy cái kia chu tước thần điểu hóa thành quái vật khổng lồ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, kính thiên đế hoảng sợ kêu to lên. Hắn hiến tế thiên kiếp thần chiếu kính, bên trong ẩn chứa thiên kiếp lôi hỏa, cùng chu tước thần điểu chạm vào nhau về sau, lập tức bùng nổ kinh thiên tiếng động. Oanh long long, thao thiên lôi hỏa hồng lưu cùng chu tước thần điểu va chạm, hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, nóng rực hỏa diễm phóng lên tận trời, đem vùng chân trời này đều đốt đến đỏ bừng, thậm chí cái kia rất nhiều tinh thần, đều bị nhuộm thành màu đỏ thắm. Này chu tước thần điểu thân hình khổng lồ, như là một tòa to lớn núi lửa, đang phun trào ở giữa, lại như cùng diệt thế núi lửa bùng nổ, hủy thiên diệt địa, giữa thiên địa rất nhiều tinh thần đều tại cỗ lực lượng này dưới, run không ngừng. Cỗ lực lượng này, hủy thiên diệt địa. Kính thiên đế thấy thế, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đến giờ khắc này, hắn lại cũng không hề bảo lưu gì thủ đoạn. Thiên kính đại tinh ấn. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiển hóa thần kính, phản chiếu chư thiên tinh thần. Rất nhiều đại tinh tại hắn ấn quyết thôi động dưới, cấp tốc bay rơi xuống, mà sau khi ngưng tụ đến phía sau hắn thần trong kính, lại bạo phát ra từng đạo tinh quang khí lưu, như bay kiếm khí mãnh kích diệp thần. Này chút đại tinh ngưng tụ tinh quang nhuệ khí, tản ra ba động khủng bố, tựa như là từng đạo sáng chói tinh thần hội tụ cuồng thác nước sông thần trào ra. Suy suy suy. Nhưng mà, này từng đạo tinh quang thế công, toàn bộ bị chu tước thần điểu chặn lại. Chu tước thần điểu phát ra to rõ thanh thúy kêu to, hai cánh dương ra, thân thể khổng lồ liền như là một tòa sơn nhạc nguy nga không có thể dung chuyển. Không, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, kính thiên đế cơ hồ sợ vỡ mật. Kính thiên đế, người phải chết. Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên, chu tước thần điểu bạo lao xuống, móng vuốt một túm, liền diều hâu vồ gà con,
trực tiếp đem Kính Thiên Đế thân thể tóm lấy. Thời khắc này Kính Thiên Đế đã hao hết chỗ có sức lực, căn bản là không có cách lại chống cự cái gì, liền bị Chu Tước Thần Điểu gắt gao bắt lấy. Chu Tước Thần Điểu trên thân bắn ra nóng rực thiên hỏa, đem Kính Thiên Đế thân thể đốt cháy thành cho bụi, tóc cũng hoàn toàn đốt rụi, ngày xưa cái kia tôn quý vô cùng vinh quang Kính Thiên Đế, giờ phút này chật vật như một con chó. Kính Thiên Đế trong đôi mắt, mang theo sợ hãi thật sâu, chấn nộ, bất đắc dĩ, không cam lòng, hắn không thể tin được, chính mình thế mà sẽ thua ở Diệp Thần thủ hạ. Song Long hội tụ, thần lôi mang thanh đăng, Chu Tước mảnh vỡ, Chư Thiên Luân hồi tín đồ nguyện lực, này rất nhiều lực lượng điệt cộng lại, Diệp Thần quả thực là vô địch, coi như là Kính Thiên Đế cái này đỉnh cấp thiên đế, đều khó có khả năng là địch thủ của hắn. Lạc bại Kính Thiên Đế, cắn răng, trong mắt thần quang còn không có tán đi, hắn mặc dù bại, nhưng hắn cũng không tuyệt vọng, hắn còn có cơ hội chạy thoát. Dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế, Kính Thiên Đế đạo tâm cường độ, vô cho hoài nghi. Kính Tượng phân thân, di hình hoán ảnh, bỏ chạy. Kính Thiên Đế gào thét một tiếng, trên thân bắn ra kính quang, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, kính quang bắn ra, ngàn bước bên ngoài, xuất hiện Kính Thiên Đế một đạo phân thân, sau đó di hình hoán ảnh, ve sầu thoát xác, Kính Thiên Đế phân thân biến thành chân thân, bị Chu Tước Thần Điểu móng vuốt bắt lấy, ngược lại thành một đạo kính tượng ảo ảnh. Này di hình hoán ảnh biến hóa thủ đoạn, đơn giản làm người hoa cả mắt. Tiểu tử, ta mặc dù bại, nhưng ngươi cũng chớ đắc ý, tương lai ngươi nếu dám tới cổ tinh môn, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Kính Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cuối cùng chạy trốn ra ngoài, mặc dù chật vật, nhưng ít ra hắn là có thể sống, hắn liền lập tức ra bên ngoài bay trốn đi. Muốn chạy, vũ trụ mệnh cách, không gian phong tỏa, đại cấm cố. Diệp Thần nhìn thấy Kính Thiên Đế muốn chạy, đâu chịu buông tha hắn, lập tức liền thi triển thủ đoạn, trên đỉnh đầu thần quang sáng chói, dâng lên một khỏa như nhật nguyệt hùng vĩ xá lợi tử. Đó là vũ trụ mệnh cách xá lợi. Viên này vũ trụ mệnh cách xá lợi, ẩn chứa ngày xưa đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, còn có đệ đệ của hắn Tiêu Dao đại đế rơi Tiêu Dao tâm huyết mệnh mạch, là thiên đạo sáu mệnh một trong, đại biểu cho không gian cùng thời gian pháp tắc cực hạn. Liền phần Tịch Linh Sơn, đối viên này vũ trụ mệnh cách xá lợi, cũng là vô cùng coi trọng, thiên tự số thứ ba sát thủ kinh vô mệnh, từng tự mình buông xuống, bức bách Diệp Thần giao ra, nhưng cuối cùng bị Diệp Thần cự tuyệt. Chân quý như vậy xá lợi tử, Diệp Thần đương nhiên là chính mình luyện hóa. Trước kia hắn thực lực không đủ, luyện hóa vũ trụ mệnh cách xá lợi, có thể sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ, hắn tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 7 tầng trời trung giai, đã hoàn toàn có tư cách luyện hóa. Mắt thấy Kính Thiên Đế muốn chạy, Diệp Thần không do dự, lập tức ngay tại chỗ luyện hóa vũ trụ mệnh cách xá lợi. Viên này xá lợi tử bên trong, ẩn chứa đạo thiên đế cùng Tiêu Dao đại đế mệnh tính khí máu, hai vị đại đế đối Diệp Thần đều vô cùng tán thành, cho nên Diệp Thần mong muốn luyện hóa vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại, chỉ cần hắn tu vi đầy đủ. Giờ phút này, Diệp Thần tế ra vũ trụ mệnh cách xá lợi. Chỉ là trong nháy mắt, viên này xá lợi tử, liền triệt để hòa tan, hóa thành cuồn cuộn thao thiên khủng bố năng lượng, toàn bộ dung nhập hắn trong cơ thể. Oanh long long, vũ trụ mệnh cách năng lượng dung hợp, làm cho Diệp Thần lần nữa thoát thai hoán cốt, tinh thần phun tỏa hào quang, tại trong chớp mắt, hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đối thời gian lĩnh ngộ, lại tăng lên một bậc thang. Diệp Thần tu vi cảnh giới, tại luyện hóa vũ trụ mệnh cách xá lợi tử về sau, cũng là mãnh liệt đột phá. Lập tức liền theo thiên nguyên cảnh 7 tầng trời trung giai, tấn thăng đến cao giai hàng ngũ. Ong ong ong, Diệp Thần phát động vũ trụ mệnh cách không gian chi lực, nằm ánh sáng bên trong, lập tức có từng đạo không gian tinh bích, theo trên bầu trời rủ xuống tới. Triệu tỷ tỷ đạo không gian tinh bích, phong tỏa tinh hà nằm ánh sáng phạm vi bên trong không gian, Kính Thiên Đế bay đến khu này tinh hà phần cuối, lại bỗng nhiên thấy từng khối không gian tinh bích rủ xuống, chặn đường đi của hắn lại. Mỗi một khối không gian tinh trên vách đá, đều khắc đầy luân hồi đạo phù văn, hào hùng khí thế, chấn nhân tâm phách. Đây là Kính Thiên Đế đại chấn, ban đầu coi là có thể bay thoát ra đi, nào nghĩ tới đột nhiên bị ngăn trở. Nội tâm của hắn kinh dị, chỉ cảm thấy cái kia từng đạo không gian tinh bích, kiên cố đến đáng sợ, coi như là hắn thời điểm hưng thịnh, mong muốn đánh vỡ, chỉ sợ cũng cần phải hao phí to lớn công phu. Mà bây giờ, hắn lực lượng đã hao hết. Đối mặt kiên cố như vậy không gian tinh bích,
căn bản không thể nào phá vỡ. Muốn ngăn ta, tiểu tử, ngươi còn ngăn không được. Kính Thiên Đế khẽ cắn môi, lập tức thi triển kính tượng thần thông thủ đoạn, kính quang một cái chiếu xạ, thân ảnh của hắn liền theo kính quang, quang đưa đến không gian tinh bích bên ngoài. Đây là phi thường xảo diệu kính đạo thần thông, bản thân không có bất kỳ cái gì uy lực, liền một con kiến đều giết không chết, nhưng lại có không gì sánh nổi tuyệt diệu bỏ chạy hiệu quả, có thể bỏ qua thế gian hết thảy cấm pháp phong tỏa, dựa vào kính tượng tùy ý bỏ chạy xuyên qua. Diệp Thần ra dùng vũ trụ mệnh cách lực lượng, bày ra không gian tinh bích, đó là ngay cả Thiên Đế đều khó mà trước tiên đột phá, nhưng kính Thiên Đế căn bản là vô dụng man lực đột phá, mà là dùng kính tượng đem thân ảnh của mình, quăng đưa ra ngoài. Nếu như Diệp Thần vũ trụ mệnh cách lực lượng, có thể lại mạnh mẽ một chút, ngay cả ánh sáng đều có thể phong tỏa, cái kia kính Thiên Đế kính tượng, liền quăng đưa không đi ra. Bất quá bây giờ Diệp Thần, vừa mới dung hợp vũ trụ mệnh cách, rõ ràng còn không làm được đến mức này. Kính Thiên Đế thần thông thi triển, lập tức liền vượt qua không gian tinh bích, thân ảnh quăng đưa ra ngoài. Bất quá Diệp Thần đã sớm dự liệu được điểm này, cười lạnh nói, ngàn tầng không gian, người không chỗ có thể trốn. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, lại tại tinh hà bên ngoài, bày ra ngàn vạn tầng không gian tinh bích phong tỏa. Kính Thiên Đế theo tầng thứ nhất phong tỏa bay ra, không ngờ tầng thứ hai không gian tinh bích lại vắt ngang tại trước mắt hắn, hắn tiếp tục xuyên qua bay qua, còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng tầng khảm bộ, vô cùng vô tận. Không, khủng bố như thế không gian phong tỏa, ngươi làm sao làm được? Kính Thiên Đế tuyệt vọng, toàn thân đều đang run rẩy, tựa như bị nhốt trong lồng dã thú, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi ra ngoài, mặc kệ hắn như thế nào phi đột, thủy chung liền có một tầng không gian tinh bích, vắt ngang ở trước mặt hắn. Nhiều như vậy cấp độ không gian phong tỏa, coi như là siêu phẩm Thiên Đế ra tay, đều không thể nào làm được. Nhưng, Diệp Thần lại làm được. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, kính Thiên Đế không thể tin được. Diệp Thần cười cười, này dĩ nhiên không phải nói, thủ đoạn của hắn có thể cùng Thiên Đế thậm chí siêu phẩm Thiên Đế so sánh, chẳng qua là hắn dung hợp vũ trụ mệnh cách về sau, đối không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc trưởng khống, đã có 102 đương thời vô địch. Có thể xưng chư thiên đệ nhất. Vũ trụ mệnh cách, đại biểu cho thời gian cùng không gian pháp tắc cực hạn, chấp trưởng vũ trụ mệnh cách Diệp Thần, có thể dễ dàng bố trí xuống, liền siêu phẩm Thiên Đế đều bố trí không được không gian phong tỏa. Tiếp tục trốn đi, kính Thiên Đế, nếu như ngươi hôm nay có thể trốn đi ra ngoài, tên của ta sẽ ghi ngược lại. Diệp Thần như mèo trò vui chuột cười, nhìn xem kính Thiên Đế. Kính Thiên Đế triệt để tuyệt vọng, trong mắt thần quang hoàn toàn mờ đi xuống, đã là mất hết can đảm, mất đi tất cả đấu trí, hắn không cam lòng nói. Luân hồi chi chủ, là ngươi thắng. Ta đầu hàng, thanh âm ô yết. Diệp Thần cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ mới nói đầu hàng, đã chậm. Hàng chiều đả kích, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên, một cỗ kinh khủng không gian chi lực, hình thành một khối to lớn trong suốt tinh thể tấm, lại giống như là một chiếc gương. Ào 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 hướng về kính Thiên Đế chấn áp xuống. Cỗ này không gian chi lực, mang theo hàng chiều đả kích lực lượng. Không gian là vĩ độ, một chiều là điểm, hai chiều là mặt, ba chiều là lập thể vũ trụ thế giới, cũng là thường thấy nhất thế giới, tứ duy là thế giới tưởng tượng, lại cao hơn chiều liền vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả, không gian tổng cộng có 11 cái vĩ độ. Diệp Thần chấp trưởng vũ trụ mệnh cách về sau, đối không gian cảm ngộ, trưởng khống, có thể nói là đương thời vô địch. Hắn thi triển không gian hàng chiều thủ đoạn, một cái đả kích, nghiền áp xuống, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy kính Thiên Đế thân thể, tại đây cỗ hàng chiều đả kích lực lượng nghiền ép dưới, cấp tốc bị đè ép thành một trang giấy, cơ thể người theo ba chiều biến thành hai chiều. Trong khoảnh khắc, kính Thiên Đế liền biến thành một bức giấy họa, theo tinh hà nơi xa tung bay tới, rơi xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cầm lấy họa, nhìn một chút, chỉ thấy kính Thiên Đế đã bị khắc ở vẽ lên, họa bên trong hắn trong mắt lại còn tại chuyển động, tràn đầy kinh khủng, tuyệt vọng, oán độc, thần sắc tức giận, nhưng ngoại trừ con mắt còn có thể động bên ngoài, cả người hắn đều bị triệt để dừng lại trong bức họa, không cách nào lại nhúc nhích. Không tệ, không tệ, không hổ là đỉnh cấp Thiên Đế, gặp ta hàng chiều đả kích, thế mà còn có thể sống được. Diệp Thần gật gật đầu, nếu như là bình thường người, lọt vào hàng chiều đả kích về sau, chỉ cần một con đường chết, bởi vì người là sống ở ba chiều thế giới, vô pháp tại hai chiều bên trong sinh tồn.
nhưng kính thiên đế, không hổ là đỉnh cấp thiên đế, sinh mệnh nội tình hùng hậu, gặp hàng triều đả kích về sau, vậy mà còn có thể sống được. Bất quá như vậy sống sót, thật sự là sống không bằng chết, cả người đều bị phong ấn dừng lại trong bức họa, loại thống khổ này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chân chính sống không bằng chết. Yên tâm, ta rất nhanh liền có thể cho ngươi giải thoát. Diệp Thần cười cười, liền đem bức tranh thu hồi, tính toán đợi sau khi trở về, liền đem bức họa này gửi cho Đạo Tông, nhường đại chủ tể cùng Hoang lão xử lý. Chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, cần 10 bộ đỉnh cấp cường giả thi thể, kính thiên đế liền là cỗ thứ nhất. Lá thần ca ca, hắn chết sao? Tiểu Mạt Lị ẩn náu sau lưng Diệp Thần, ngó giáo giác nhìn xem, có chút thấp thỏm lo lắng. Kính thiên đế nàng là thấy qua, trước kia tại Nhật Nguyệt Hồn Thành thời điểm, ở trong mắt nàng cao cao tại thượng thành chủ đại nhân Cửu Thiên Sát, đối kính thiên đế đều muốn khúm núm, giống con chó vẫy đuôi cười làm lành. Mà cường đại như vậy kính thiên đế, lại bị Diệp Thần nghiền ép đã thu phục được, Tiểu Mạt Lị chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại thấy Diệp Thần mạnh mẽ, nội tâm lại là sùng bái, lại là một hồi an ổn. Không sai biệt lắm, đừng lo lắng, Mạt Lị, chúng ta an toàn. Diệp Thần hồi đầu hướng về Mạt Lị cười nói. Mạt Lị lập tức an tâm, nặng nặng nhẹ gật đầu, nói ừm, tốt. Lá thần ca ca, người thật lợi hại. Diệp Thần cười cười, nhìn thấy Mạt Lị gương mặt y nguyên tái nhợt, trạng thái thân thể rất là không tốt, nhân tiện nói, chúng ta về trước đi liền. Ừm, Mạt Lị gật gật đầu, căng cứng tinh thần cũng là cuối cùng có khả năng trầm tĩnh lại, liền ghé vào Diệp Thần trên đầu vai đã ngủ. Diệp Thần nhanh chân trở lại đồng thau tháp cao, thiên trụ thế gia chư nữ đều là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được Diệp Thần thật trấn áp kính thiên đế. Vừa mới Diệp Thần cùng kính thiên đế tranh đấu, đủ loại thần thông biến hóa, làm cho các nàng ánh mắt hỗn loạn, cuối cùng Diệp Thần thi triển hàng triều đả kích thủ đoạn, đem kính thiên đế biến thành một bức họa, càng là các nàng trước đây chưa từng gặp đại thần thông. Luân hồi chi chủ, cảm ơn trời đất, người cuối cùng đánh bại kính thiên đế. Mai Thúy Châu một mặt xúc động, cơ hồ muốn rơi lệ. Diệp Thần gật đầu nói, may mắn mà thôi, ta kỳ thật không phải là đối thủ của kính thiên đế, tốt, nơi này không nên ở lại lâu, các ngươi từ nay về sau, liền rời đến ta luân hồi thiên quốc bên trong đi, chỉ cần ta không chết, các ngươi liền có thể được hưởng an nhạc. Mai Thúy Châu chư nữ cảm kích nói, đúng. Các nàng đã từng gặp thiên đạo nguyền rủa, không thể rời đi hắc ám biên hoang. Nhưng bây giờ hắc ám biên hoang đều triệt để phá toái, hết thảy nguyền rủa đều là tan thành mây khói, các nàng tự nhiên có khả năng di chuyển. Mà lại, coi như các nàng còn có cái gì nguyền rủa tại thân, dùng Diệp Thần lúc này thực lực mạnh mẽ, cũng đủ để cho các nàng cung cấp chúc phúc bảo hộ. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem Mai Thúy Châu chư nữ, còn có thiên trụ thế gia ngày xưa các chiến sĩ thi cốt, toàn bộ rời đến luân hồi thiên quốc bên trong đi. Ngày xưa người chết. Hắn hiện trường phục sinh một bộ phận, có chút khó mà phục sinh, hắn trước hết ghi lại tên, về sau lại xử lý. Đến mức cái kia đồng thau tháp cao, về sau dĩ nhiên chính là do Diệp Thần bảo quản, đây là cửu thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan, làm Diệp Thần chấp trưởng tháp này, hắn có thể cảm nhận được, luân hồi trong mộ địa có một khối mộ bia chấn động, đó là cửu thương cổ hoàng mộ bia. Cửu thương cổ hoàng nhanh thức tỉnh sao? Diệp Thần nhãn tình sáng lên, lục đạo cổ thần bên trong. Cường đại nhất người, tuy là thiên đấu sát thần, nhưng nhân vật trọng yếu nhất, lại là cửu thương cổ hoàng. Giống như luân hồi trong trận doanh mặt, Nhậm Phi Phàm tối cường, nhưng hạch tâm lại là Diệp Thần. Cửu thương cổ hoàng, đúc tinh long thần, thiên đấu sát thần ba cái quan hệ trong đó, cùng Diệp Thần, huyết long, Nhậm Phi Phàm ba cái này quan hệ, giống nhau y hệt. Diệp Thần cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, cửu thương cổ hoàng, vị này truyền kỳ nhân vật. Từng kinh thiên địa ở giữa vị thứ nhất nhân hoàng. Tại thời đại viễn cổ, rất nhiều cổ thần tranh đấu, thế giới một mảnh hỗn loạn, là cửu thương cổ hoàng đầu tiên đưa ra trật tự tư tưởng, cố ý muốn thành lập một cái ổn định hoàn mỹ thế giới, đáng tiếc cuối cùng hắn thành lập cửu thương thánh triều, cuối cùng diệt vong. Cửu thương cổ hoàng không có nhanh như vậy khôi phục, tiểu gia hỏa, người ít nhất phải có cửu đỉnh cảnh tu vi, mới có thể miễn cưỡng đạt được công nhận của hắn. Đúc tinh long thần nói. Bây giờ hắn mộ bia xuất hiện điểm dị động, chẳng qua là chịu đồng thau tháp cao kích thích. Diệp Thần nói, được a, ta sẽ mau chóng tấn thăng cửu đỉnh cảnh. Lúc này Diệp Thần, tu vi đã là thiên nguyên cảnh 7 tầng trời cao giai, đột phá 6 tầng trời đến 7 tầng trời lớn đại môn hạp, đằng sau tu luyện liền dễ dàng một chút,
hắn đoán chừng chỉ cần tích lũy đủ đầy đủ tài nguyên, liền có thể nước chảy thành sông bước vào cửu đỉnh cảnh. Hắc ám biên hoang sự tình đã xong, Diệp Thần liền là trở về luân hồi tinh giới, dự định cùng Nhậm Phi Phàm đoàn tụ, lại hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt hỏi thăm, cái kia thần bí Nam Châu Thiên, tọa độ đến cùng ở nơi nào. Bài hiểm người Trương Nhược Hư nói qua, tiểu mạt lị trên thân nhân quả quá mức phức tạp, hắn cùng Diệp Thần đều xử lý không tốt, chỉ có trước giao phó cho Nam Châu Thiên, nhưng Nam Châu Thiên người, đem tiểu mạt lị chiếu cố lớn lên. Tiểu mạt lị một thể song hồn, nàng ngoại trừ là thiên đạo rèn đúc người bên ngoài, vẫn là đấu chiến thần chuyển thế, ở trong đó ân oán tình cừu, rắc rối phức tạp, vô cùng chỗ khó lý. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là trước đem tiểu mạt lị nuôi lớn, chờ chính nàng lớn lên, nàng kiếp số, nàng dâu đến tự mình giải quyết, người ngoài lung tung nhúng tay, rất có thể sẽ hại nàng. Diệp Thần bước kế tiếp kế hoạch, liền định đem tiểu mạt lị mang đến Nam Châu Thiên. Đó là trong truyền thuyết, thiên tổ sáng tạo thế giới. Rất nhanh, Diệp Thần hồi đến luân hồi tinh giới, lúc này hắn dung hợp chu tước mảnh vỡ, khí thế cực kỳ hừng hực, tựa như một vòng mặt trời, luân hồi tinh giới chư tín đồ nhìn thấy hắn trở về, dồn dập quỳ bái, tán tụng cung phụng. Diệp Thần ôm tiểu mạt lị, tới trước đến tinh không thần trì, đưa nàng đặt vào tinh không thần trong ao đi, mượn nhờ thần trì chi thủy, khôi phục nguyên khí của nàng. Sau đó, Diệp Thần liền trở lại tinh không thần bên cạnh ao hành cung bên trong, để cho người ta đem kính thiên đế chân dung, đưa đi đạo tông. Lúc này kính thiên đế hóa thành một bức họa, còn kéo dài hơi tàn lấy, hắn là đỉnh cấp thiên đế, Diệp Thần đoán chừng thi thể của hắn, đủ để dùng tới chế tạo sáng tạo sinh chi trụ. Hắn lại gọi người đi thỉnh Nhậm Phi Phàm cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt tới, chính mình xếp bằng ở hành cung bên trong, yên lặng chờ đợi, trong lòng tính toán hắc ám biên hoang chuyến này được mất. Lần này hắc ám biên hoang chuyến đi, Diệp Thần thu hoạch phong phú, giúp thiên trụ thế ra đánh giết phản đồ cửu thiên sát, cầm tới phong trần chi địch, đằng sau lại thuận lợi vào tay chu tước mảnh vỡ, cũng luyện hóa thành công, thậm chí vũ trụ mệnh cách xá lợi cũng thuận lợi luyện hóa, hắn tu vi đã đến thiên nguyên cảnh 7 tầng trời cao giai, có thể nói là tăng nhanh như gió. Càng quan trọng hơn là, hắn đem tiểu mạt lị mang về, người sau không chỉ là đấu chiến thần chuyển thế, vẫn là thiên đạo rèn đúc người chuyển thế, bây giờ có thể kết thiện duyên, về sau chỗ tốt vô tận. Về sau từ trên người tiểu mạt lị, Diệp Thần có lẽ còn có thể biết càng nhiều thế giới chân tướng. Đến mức chân áp kính thiên đế, cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Diệp Thần chờ giây lát, Thiên Pháp Lộ Nguyệt tới trước đến hắn hành cung bên trong, hai người tại một tòa trong đỉnh giữa hồ gặp nhau, lui tả hữu tôi tớ, chính là một hồi kịch liệt quấn quýt si mê ôm hôn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt bị Diệp Thần hôn môi đến có chút không thở nổi, vẻ mặt ửng hồng, hai con ngươi như nước, nói, phù phù. Diệp Thần, ngươi cuối cùng trở về, ta thật đúng là quá nhớ ngươi, một ngày không thấy, như cách ba thu, ngươi đêm nay có thể được thật tốt bồi bồi ta. Nàng tính tình thẳng thắn chân thành, cũng không cẩn thận che giấu chính mình đối Diệp Thần quyến luyến, dù sao Diệp Thần là nàng đời này duy nhất tiếp xúc thân mật qua nam nhân. Diệp Thần cười ôm eo thon của nàng, sờ sờ cái mũi của nàng, nói, không có vấn đề. Thiên Pháp Lộ Nguyệt trong lòng vui vẻ, cha ừ một tiếng. Liền nói hồi trở lại chính sự, chu tước mảnh vỡ lấy được. Diệp Thần cười nói, lấy được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt đại khái cũng cảm giác được thiên cơ, biết Diệp Thần trải qua khó khăn trắc trở, may mắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nàng lại nhẹ nhàng nhíu mày, nói ra, bên ngoài giống như có cỗ đặc thù khí tức, là ai? Nàng nói chính là tiểu mạt lị, lúc này đang ngâm lành nghề cung phía ngoài tinh không thần trong ao. Diệp Thần nói, là cái tiểu nữ hài, thân phận thật có chút đặc thù. Ta khó mà nói. Tiểu mạt lị đã là đấu chiến thần chuyển thế, lại là thiên đạo rèn đúc người chuyển thế, thân phận thực sự quá dọa người, Diệp Thần coi như nói, Thiên Pháp Lộ Nguyệt khả năng cũng sẽ không tin. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cau mày nói, là cái chuyển thế người. Cùng thiên tổ cùng thời đại nhân vật. Nàng tầm mắt cũng là 10 điểm nhạy cảm, mặc dù nhìn không thấu tiểu mạt lị thân phận chân thật, nhưng đã mơ hồ nhìn ra điểm mánh khóe. Diệp Thần chấn động trong lòng. Cũng là bội phục Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt sắc bén, gật đầu nói, đúng, cô bé kia kiếp trước, là cùng thiên tổ cùng thời đại, cùng cảnh giới đại nhân vật. Thiên Pháp Lộ Nguyệt kiều khu rung động, nói cái kia. Nàng là cái hết sức nhân vật nguy hiểm, nàng như thế non nớt, sợ là không nắm được trong cơ thể kiếp trước lực lượng kinh khủng như vậy. Thiên Pháp Lộ Nguyệt đã là đỉnh cấp thiên đế, nhưng nàng cảm giác được tiểu mạt lị khí tức về sau,
trong lòng vẫn là sinh ra một cỗ vô cùng nguy hiểm, cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiểu Mạt Lị lực lượng trong cơ thể, nếu là toàn bộ bạo phát đi ra, nàng cũng cảm giác mình ngăn không được. Quá kinh khủng. Diệp Thần nói, đúng, nàng gọi Mạt Lị, lực lượng trong cơ thể, hoàn toàn chính xác quá mức khủng bố, ta phải cao nhân chỉ bảo, dự định đưa nàng an đốn đến Nam Châu Thiên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt một hồi chấn động, tựa hồ biết chút ít cái gì, nói, Mạt Lị. Chẳng lẽ nàng là vị đại nhân kia chuyển thế? Vị đại nhân kia Đồ Đằng, liền là Hoa Nhài. Diệp Thần nói, người đều biết rồi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ta nghe Thiên Tổ nói qua một chút, có vị đại nhân vật, nàng ưa thích Hoa Nhài, truyền thuyết nàng gọi Mưa Bụi Điệp, xưng là Điệp Mộng Tinh Quân, chính là thiên đạo rèn đúc người. Diệp Thần con mắt trừng lớn, thở dài một tiếng, làm cái im lặng thủ thế, nói tốt, người biết liền tốt, không muốn nói ra đến, miễn cho tiết lộ thiên cơ. Mạt Lị thân thế, vẫn là quá mức đặc thù, nếu như tiết lộ ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn phát bất trắc náo động. May mắn Tinh Không Thần chỉ phụ cận, thiên cơ phong bế, vừa mới Thiên Pháp Lộ Nguyệt lời nói, cũng sẽ không tiết lộ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, lập tức chấn động, nói, nguyên lai thật chính là vị đại nhân kia chuyển thế. Diệp Thần, người dự định xử lý như thế nào? Loại kia cấp độ nhân vật, có thể xưng đại khủng bố, trong đó nhân quả, không phải chúng ta có thể chạm đến. Diệp Thần ngưng trọng nói, đúng là như thế, cho nên ta dự định đưa nàng mang đến Nam Châu Thiên, ta phải cao nhân chỉ bảo, cao nhân kia nói Nam Châu Thiên là thiên tổ sáng tạo thế giới một trong, cùng nàng có to lớn sâu xa, bên kia người có năng lực đưa nàng an ổn nuôi lớn, người có biết Nam Châu Thiên tọa độ. Vị cao nhân nào gọi ta hỏi ngươi? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Nam Châu Thiên sao? Chỗ kia thật không đơn giản a. Diệp Thần nói, làm sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, thiên tổ đã từng đem thương linh dược giới, theo thế giới bên ngoài đưa đến không không lúc nào không, sau đó lại dùng thương linh dược giới làm hạch tâm, mặt khác chế tạo ra 7 cái thế giới, xưng là thiên tổ thất giới. Ngày này tổ thất giới, chính là Nam Châu Thiên, Kiếm Bắc giới, sáng tạo đạo nhai, Lăng Tiêu Uyên, Tinh Hằng Thiên, Không Pháp Cốc, Áo Nghĩa giới, thiên tổ thất giới quay quanh thương linh dược giới, tựa như cùng 7 cái trận nhãn, bên trong mỗi cái thế giới. Đều có mộ táng cung phân bộ. Thiên tổ chế tạo thất giới, là muốn tạo 7 đại trận nhãn, bố trí luân hồi đạo thiên môn, một khi luân hồi đạo thiên môn đúc thành, cái kia hết thảy tín ngưỡng hắn người, đều có thể thông qua luân hồi đạo thiên môn, trực tiếp tiến vào tinh không bỉ ngạn, không cần độ kiếp phi thăng, có thể xưng nhất bộ đăng thiên. Này thất giới, mỗi một giới đều nắm giữ thiên tổ khác biệt thánh vật, Nam Châu Thiên nắm giữ thánh vật, là pháp tắc thần thạch. Phía trên khắc rõ thế giới bên ngoài pháp tắc. Diệp Thần nói, pháp tắc thần thạch, thế giới bên ngoài pháp tắc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, thế giới bên ngoài pháp tắc, vì thiên đạo không dung, cho nên Nam Châu Thiên đám người, đã sớm tự chém thiên cơ, triệt để ẩn độn dâng lên, ta cũng không biết bọn hắn tọa độ a. Diệp Thần nói, người cũng không biết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt bất đắc dĩ nói, đúng vậy, bọn hắn ẩn giấu quá sâu, ban đầu thời điểm. Ta cùng bọn hắn còn có chút liên hệ, nhưng sau này thiên tổ mất tích, bọn hắn liền triệt để mai danh ẩn tích, liên thanh chào hỏi đều không đánh với ta. Người muốn đem cô bé kia, mang đến Nam Châu Thiên, vậy nhưng phiền toái, ta không biết Nam Châu Thiên tọa độ a. Suy nghĩ kỹ một chút, ngày này tổ thất giới, hoàn toàn chính xác chỉ có Nam Châu Thiên, mới có thể thích đáng đem cô bé kia nuôi lớn, bởi vì chỉ có bọn hắn, mới nắm trong tay thế giới bên ngoài pháp tắc, cô bé kia kiếp trước. Dù sao xem như thế giới bên ngoài nhân vật, nàng nhất định phải có thế giới bên ngoài pháp tắc tẩm bổ, mới có thể chân chính khôi phục. Diệp Thần cau mày nói, nhưng liền ngươi cũng không biết Nam Châu Thiên tọa độ, này có thể phiền toái. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ngô, không quan hệ, ta còn có biện pháp. Diệp Thần đang muốn hỏi là biện pháp gì, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là Nhậm Phi Phàm tới. Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm nhanh chân tới. Nhìn thấy Diệp Thần tinh thần sung mãn, khí tức rộng rãi bộ dáng, khóe miệng của hắn mang theo ý cười, rất là vui mừng. Xem Diệp Thần bộ dáng, hiển nhiên là thuận lợi luyện hóa chu tước mảnh vỡ, còn có vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, cũng thuận lợi luyện hóa nắm trong tay, so với trước đây, quả thực là thoát thai hoán cốt. Nhậm tiền bối. Diệp Thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm đến, trong lòng vui vẻ, khom người lên tiếng chào, người còn tốt đó chứ. Hồng Quân còn có xâm phạm. Nhậm Phi Phàm nói, may mắn ta hồi trở lại tới kịp thời,
Hồng Quân cũng không có phát động đánh lén, nếu là ta trở về đến muộn một chút, hắn sợ là muốn động thủ. Nhậm Phi Phàm cùng Hồng Quân lão tổ, cùng là siêu phẩm thiên đế, thậm chí Nhậm Phi Phàm thực lực muốn càng cường đại, lúc trước đạt được luân hồi sách trợ lực, hắn sau khi chứng đạo thuế biến to lớn, trực tiếp vừa bước một bước vào siêu phẩm thiên đế đỉnh phong, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Hồng Quân lão tổ trong cơ thể ẩn giấu ngạc tuyền chi thủy năng lượng, này ngạc tuyền chi thủy, cùng huyết mạch dung hợp về sau, càng là lưu truyền, tà ác tội nghiệt năng lượng, liền sẽ càng khủng bố hơn. Hồng Quân lão tổ nếu là không tiếc đại giới, điều động ngạc tuyền chi thủy năng lượng, đối Nhậm Phi Phàm tới nói, cũng là vô cùng chuyện khó giải quyết. May mắn Hồng Quân lão tổ vẫn tính lý trí, không có trực tiếp vạch mặt phá, tại Nhậm Phi Phàm trở về luân hồi tinh giới, một lần nữa tỏa trấn về sau, hắn cũng không có phát động tập kích. Diệp Thần cười nói, vậy thì tốt, Nhậm tiền bối, ta bây giờ chấp trưởng chu tước mảnh vỡ, lại chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, ta có thể vì ngươi chúc phúc, giúp ngươi thoát khỏi thọ tận khốn khổ. Lúc trước Nhậm Phi Phàm chứng đạo siêu thiên, đại giới to lớn, hắn là sát sinh chứng đạo, đem tương lai chính mình cho giết chết, cho nên hắn hiện tại, không có tương lai, mặc dù có được siêu thiên rực rỡ, nhưng tuổi thọ chạy tới phần cuối, chỉ còn lại không tới 3 năm mệnh. May mắn, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, còn có vũ trụ mệnh cách bên trong thời gian pháp tắc lực lượng, có thể đến giúp Nhậm Phi Phàm, khiến cho hắn thoát khỏi thọ tận khốn khổ. Mặc dù Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, còn không có triệt để thắp sáng, chúc phúc lực lượng không đủ viên mãn, nhưng cũng đầy đủ kéo dài Nhậm Phi Phàm tuổi thọ, chờ thần giáp mệnh tinh triệt để thắp sáng về sau, hắn lại đi chúc phúc, còn có thể nhường Nhậm Phi Phàm thoát khỏi lúc trước sát sinh chứng đạo máu nghiệt cùng bóng mờ. Giết chết tương lai chính mình, loại thủ đoạn này, đối đạo tâm ảnh hưởng là cực kỳ to lớn, coi như là Nhậm Phi Phàm, hắn trong lòng cũng bởi vậy có bóng mờ, rất dễ dàng ủ thành tâm ma. Nhưng nếu có Diệp Thần thần giáp mệnh tinh thủ hộ, hết thảy bóng mờ tâm ma, tự nhiên liền có thể phá. Diệp Thần liền muốn ra tay, vì Nhậm Phi Phàm chúc phúc, nhưng Nhậm Phi Phàm lại khoát tay một cái nói. Không cần, hiện tại còn không cần. Diệp Thần sững sờ, nói cái gì? Nhậm Phi Phàm tầm mắt chớp động lên, có càng sâu xa hơn tính toán, nói, Diệp Thần, ngươi có thể đợi ta tuổi thọ đi đến ngày cuối cùng, lại ban thưởng ta chúc phúc, giúp ta kéo dài tuổi thọ, không cần hiện tại liền động thủ. Diệp Thần nói, cái này, muốn ngày cuối cùng mới chúc phúc sao? Cái này cũng quá nguy hiểm đi. Nhậm Phi Phàm nói, hoàn toàn chính xác nguy hiểm, một cái không tốt, ta tuổi thọ khả năng triệt để hao hết, nhưng đưa chư chết rồi sau đó sống lại sinh, nếu có thể ở sinh mệnh tối hậu quan đầu, tại đại khủng bố, lớn trong tuyệt vọng, ta được đến cứu rỗi chúc phúc, ta có lẽ có thể nhất cử đột phá, trở thành đạo quân. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ngươi mong muốn đột phá. Nhậm Phi Phàm nắm chặt lại quyền, con ngươi vô cùng sắc bén, nói, đúng vậy, siêu phẩm thiên đế còn không phải tu luyện phần cuối, mặt trên còn có không thể nói chi cảnh, cũng chính là ngươi nói đạo quân, ta muốn trở thành đạo quân. Chứng đạo đạo quân, vô cùng gian nan, so chứng đạo siêu phẩm thiên đế gian nan nhiều, nhưng nếu có thể ở nhất lúc tuyệt vọng đạt được cứu rỗi, ta liền có khả năng đột phá. Diệp Thần chấn động, không nghĩ tới Nhậm Phi Phàm hùng tâm lớn như vậy, vừa mới chứng đạo siêu phẩm thiên đế không bao lâu, hắn đã lại tính toán trùng kích đạo quân cảnh giới. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Nhậm Phi Phàm, người thật đúng là điên rồi a. Hiện tại có chúc phúc không muốn, nhất định phải đến điểm cuối của sinh mệnh một ngày, mới gọi Diệp Thần tới cứu chuộc ngươi, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, ngươi chết làm sao bây giờ? Nhậm Phi Phàm dứt khoát nói, sinh tử do trời định, không bốc lên điểm hiểm, làm sao có thể thành tựu đạo quân? Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, đạo quân đều là tuyệt đối trần nhà, nghĩ bước vào loại cảnh giới này, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Đặc biệt là hiện tại thiên đạo, năng lượng còn kém rất rất xa thời đại viễn cổ đầy đủ, chứng đạo thì càng khó khăn. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ta cảm thấy. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, Diệp Thần, ngươi không cần nói, nghe ta, chờ ta sinh mệnh đến cuối cùng một ngày, ngươi lại ra tay, đưa chư chết rồi sau đó sống lại sinh, đây là ta chỉ một cơ hội đột phá. Thanh âm hắn không được xía vào, Diệp Thần bất đắc dĩ, cũng chỉ đành gật đầu nói, được a. Nhậm Phi Phàm mỉm cười, vỗ vỗ Diệp Thần đầu vai, nói, không có chuyện gì, Diệp Thần, coi như ta chết đi, ngươi cũng đã có khả năng một mình đảm đương một phía. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, đừng nói loại lời này.
Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói tốt, không nói cái này, Nhậm Phi Phàm, Diệp Thần muốn đi Nam Châu trời ơi, cần ngươi hỗ trợ. Nhậm Phi Phàm nhíu mày lại, nói, Nam Châu Thiên. Đó là, Thiên Tổ thất giới một trong, ta nghe nói Thiên Tổ đã từng chế tạo 7 cái thế giới, chính là Nam Châu Thiên, Kiếm Bắc Giới, Sáng Tạo Đạo Nhai, Lăng Tiêu Uyên, Tinh Hằng Thiên, Không Pháp Cốc, Áo Nghĩa Giới, mỗi cái thế giới bên trong, đều có dấu Thiên Tổ lưu lại thánh vật. Cái kia Nam Châu Thiên. Hắn bấm ngón tay tính toán, Nam Châu Thiên chấp trưởng lấy pháp tắc thần thạch, bọn hắn chấp trưởng lấy thế giới bên ngoài pháp tắc, vì thiên đạo không dung, đã sớm tự chém thiên cơ, ẩn đột. Các ngươi muốn đi Nam Châu Thiên, là vì, ăn đốn cô bé kia. Suy tính đến cuối cùng, Nhậm Phi Phàm vẻ mặt biến động, cũng là cảm giác được Tiểu Mạt Lị thân phận khủng bố. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, Nhậm Phi Phàm, xem ra ngươi thật sự là thủ đoạn thông thiên, nhanh như vậy liền tính toán rõ ràng rồi. Vậy ngươi có thể tính đến Nam Châu Thiên tọa độ. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, Thiên Tổ thất giới phía Nam Châu Thiên bí ẩn nhất, ngươi cũng không biết, ta lại làm thế nào biết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ta mặc dù không biết Nam Châu Thiên tọa độ, nhưng ta biết Kiếm Bắc Giới chỗ, Kiếm Bắc Giới cũng là Thiên Tổ thất giới một trong, bên trong có đặc thù truyền tống trận, có thể truyền đi Nam Châu Thiên. Chẳng qua là, Kiếm Bắc Giới hai vị trấn thủ người, Tinh Hải Công cùng Khô Kiếm Si tính tình cổ quái, mà lại bắt đầu dùng truyền tống trận, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, thậm chí tùy tiện truyền đi Nam Châu Thiên, cũng sẽ đắc tội người bên kia, coi như chúng ta muốn nhờ, bọn hắn cũng quả quyết sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng truyền tống trận. Bất quá, ta cùng Tinh Hải Công có chút giao tình, mà lại biết nhược điểm của hắn, liền là thích rượu như mạng, Nhậm Phi Phàm, chỉ cần ngươi chịu ra điểm huyết, chúng ta có khả năng thu mua Tinh Hải Công, khiến cho hắn mở ra truyền tống trận. Nhậm Phi Phàm con ngươi híp lại, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó nói, muốn ta ra điểm huyết. Ta nhưng không có cất giữ có cái gì rượu ngon à. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mỉm cười, nói, ngươi máu, liền có thể đem ra cất rượu. Siêu phẩm thiên đế máu, nếu như xem như lễ vật, đưa cho Tinh Hải Công, chắc hẳn hắn cũng rất thích. Nhậm Phi Phàm sững sờ, không nghĩ tới Thiên Pháp Lộ Nguyệt gọi hắn ra điểm huyết, liền là mặt chữ ý tứ, lại muốn bắt hắn máu, chính là lễ vật đưa cho Tinh Hải Công cất rượu. Ta máu, há có thể vô ích, ngươi cho ta chút thời gian, ta lại suy tính, ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 555.